chương 4.410 chiêu, ân, nghe Văn Bách kinh ngạc, hắn đánh giá sau chiến lược của Lăng Hàn. Thật mạnh, ngươi là ai? Hắn nghiêm nghị hỏi, Lăng Hàn phủi phủi tay áo, thản nhiên nói. Lăng Hàn, hắn trang bức, nghe Văn Bách có xúc động muốn tắt Lăng Hàn, nhưng một chỉ của Lăng Hàn lúc trước đã dọa hắn. Hắn nhíu mày, Lăng Hàn, bài danh trước 20 của chú đỉnh cảnh không có tên ngươi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta bài danh hơn một vạn, hắn vừa nói ra lời này tất cả mọi người giơ ngón giữa với lăng hàn người quá trang bức nhất là đám người tống lam cát tường thiên bọn họ tận mắt nhìn thấy lăng hàn ép phong kế hành bóp nát lệnh bài còn là một tên cường giả sinh đan viên mãn tự bạo tiên đan thực lực của hắn xứng đáng gọi là chú đỉnh đệ nhất nhân toàn tinh không hơn một vạn ngươi nói mà không đỏ mặt nghe văn bách ngạc nhiên hơn một vạn tình huống như thế nào người mạnh như thế tại bắc thiên vực nhưng có bài danh hơn một vạn nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ đây không phải võ đạo của Bắc Thiên Vực đột nhiên đại bạo phát, Lăng Hàn chính là quái thai. Ha ha, không quản ngươi bài danh một vạn hai thứ nhất, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thất bại mà thôi. Nghe Văn Bách nói ra, tự tin tăng vọt, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói. Tới đây, Nghe Văn Bách nhanh chân bước về phía Lăng Hàn, oanh, khí thức của hắn bộc phát. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, mặc dù gia hỏa này này cũng là cửu đỉnh nhưng thực lực còn mạnh hơn phong kế hành một đoạn. Đáng tiếc, không bước vào thập đỉnh, đối phương không phải đối thủ của hắn. Hắn cười cười, không tồi, còn lợi hại hơn phong kế hành ta đánh bại lúc trước, nhưng mà, người chỉ thế thôi. Khốn kiếp, nằm cũng trúng đạn, sắc mặt phong kế hành tối tăm, mẹ nó, người đánh thì đánh, kéo ta vào làm gì. Phong kế hành, nghe văn bách cười ha ha, nói. Loại nhân vật này không lọt vào mắt ta, nếu không phải nắm chắc đánh thắng phong kế hành, hắn làm sai đại biểu chú đỉnh cảnh. Khốn kiếp, lại trúng đạn, sắc mặt phong kế hành đen như đít nồi, hắn muốn xông lên đánh chết lăng hàn cùng nghe văn bách. Hắn từng là chú đỉnh đệ nhất nhân bắc thiên vực, hiện tại biến thành kẻ yếu trong mắt người khác. Có thể tiếp 10 chiêu của ta tính là ngươi thắng. Lăng hàn nói, nghe văn bách tức giận, 10 chiêu, ngươi đang nói đùa sao. Ha ha ha, cực xương tôn giả cười to, hắn không hề lo lắng, nói. Thật sự là buồn cười, 10 chiêu muốn đánh bại văn bách. Lăng hàn nhìn sang, có muốn đánh cược hay không? Cực xương tôn giả sướng sờ, tiểu tử này thật to gan lớn mật, chú đỉnh nho nhỏ lại dám nói thế với mình, hắn không sợ hãi. Hắn vung tay áo, không thèm để ý lăng hàn, bằng không hắn sẽ mất mặt, hắn không muốn chấp nhặt với tiểu bối chú đỉnh. Ai, lăng hàn thở dài, hắn nói nửa ngày chính là muốn kích thích ngạo khí của cực xương tôn giả, đối phương có thể lấy ra một bình nguyên thần nguyên khác, đây chính là bảo vật chân quý. Đáng tiếc, lão đầu cũng quá nhỏ nhen, người thật to gan lớn mật, dám nói với cực xương đại nhân như vậy. Nghe Văn Bách lạnh lùng nói, cực xương tôn giả là tôn giả nổi danh khắp Tây Thiên Vực, có hy vọng thành thánh. Lăng Hàn nhún vai, nói, đến, 10 chiêu, vượt qua tính là người thắng. Nghe Văn Bách giận không kềm được, hắn lập tức lao về phía Lăng Hàn. Hắn thực sự bất phàm, hắn hóa thành tia sáng với tốc độ kinh người. Lăng Hàn làm như không phát giác, hắn mặc kệ công kích của đối phương đánh chúng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, có phải người bị điên hay không, tại sao lại chúng chiêu đầu tiên? Thật mất thể diện, cực xương tôn giả lắc đầu vốn cho rằng tiểu tử này có chút thực lực không nghĩ tới lại là mặt hàng này là hắn đánh giá quá cao ngay cả một chiêu của ta cũng nghe văn bách đang cao ngạo bỗng nhiên hắn mở to mắt nhìn bởi vì lăng hàn đang nhìn hắn quái quái vật nghe văn bách suýt hô to gặp quỷ rồi mặc dù hắn không sử dụng kỹ pháp mạnh nhất của mình hắn đã sử dụng bảo thuật cấp tôn giả uy lực một kích vô cùng kinh khủng ai ngờ lăng hàn chẳng những chịu được hơn nữa còn không có việc gì quá quỷ dị tại sao lại có việc này chẳng những hắn ngạc nhiên những người khác cũng líu lưỡi hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình có phải hắn mặc hộ giáp siêu cấp hay không có lẽ là thế nếu không tại sao có thể thừa nhận một kích của nghe văn bách việc này có tính là thực lực của hắn hay không mọi người tư xào bàn tán mặc dù mọi người đều hy vọng lăng hàn thắng nếu dựa vào bảo khí như vậy sẽ thắng mà không võ đây là tranh tài võ đạo giữa hai thiên vực cũng không phải ngõ hẹp gặp nhau nhất định phải có người sống sót nhưng các tôn giả không lên tiếng vẻ mặt bọn họ nghiêm túc và tò mò nhìn lăng hàn với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng lăng hàn không có sử dụng bảo khí hắn hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân ngăn cản một kích của nghe văn bách chính vì thế mới làm bọn họ ngạc nhiên tiểu tử này là quái vật sao chiêu thứ nhất lăng hàn từ tốn nói nghe văn bách sửng sốt một chút hắn cắn răng hắn tiếp tục công kích lăng hàn bành một trường này đánh vào người lăng hàn hắn đã sử dụng toàn lực nhưng Lăng Hàn tươi cười, hắn không có việc gì. Chiêu thứ hai, rõ ràng Lăng Hàn không có hoàn thủ, nhưng Nghe Văn Bách lại cảm thấy nội tâm lạnh giá. Hắn chưa từng gặp qua đối thủ như thế, mặc hắn oanh kích lại không hoàn thủ, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Hắn không tin tà, Nghe Văn Bách hét lớn một tiếng, hắn xuất chiêu thứ ba. Lần này, hắn toàn lực vận dụng thánh thuật, oanh, đánh chúng một chút, hắn vừa sử dụng thánh thuật, thánh thuật có bảy thức, nếu cùng đánh ra liên tục, chiêu sau sẽ mạnh hơn chiêu trước bành 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 bảy chiêu liên kích như đánh trống lang hàn vẫn đếm chiêu thứ ba chiêu thứ tư chiêu thứ chín nghe văn bách dùng xong bảy chiêu thánh thuật đây là bạo phát mạnh nhất của hắn sau bảy chiêu hắn không thể không dừng lại thánh thuật uy lực to lớn phụ tải của thánh thuật rất kinh người với thực lực của hắn hắn không thể vận dụng liên tục lang hàn cười nói còn kém một chiêu nên tới ta hắn không vận dụng đại chiêu gì hắn xuất một quyền đơn giản công kích nhưng lực lượng kinh khủng ra chỉ còn trâu bò hơn cả kỹ pháp. ầm um, một quyền đánh tới, chỉ thấy nghe văn bách bay ra khỏi lôi đài. Ba, hắn ngã xuống mặt đất, hắn bị một quyền đánh ngất xỉu. Vào lúc này, toàn trường yên tĩnh, ngay sau đó có tiếng hoan hô như sấm vang lên. Trường 4401, uy thế vô địch. Quá hả giận, thật sự quá hả giận. Trước đó Bắc Thiên vực tranh phong với ba thiên vực khác, bọn họ không thể thắng nổi trong bất cứ cấp độ võ đạo nào. Thiên tài trẻ tuổi không bằng, cường giả thế hệ trước cũng không bằng, từ đầu đến cuối đều hạng bét, tranh lệch lớn đến mức không bình thường. Ví dụ như lần này, thực lực Tây Thiên vực chỉ xếp thứ ba trong bốn thiên vực, nhưng chỉ phái những tên bài danh thứ ba thứ tư và thứ năm cũng đủ nghiền ép Bắc Thiên vực. Tranh lệch lớn như trời và đất, cho tới bây giờ, Lăng Hàn cường thế xuất hiện, hắn thừa nhận chín chiêu của Nghê Văn Bách mà không bị thương, lại xuất ra một quyền đánh Nghê Văn Bách rơi xuống lôi đài, từ đó thể hiện ra thực lực nghiền ép đối thủ. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, tất cả mọi người hô to tên Lăng Hàn, lúc trước có một ít người không vừa mắt Lăng Hàn, hiện tại cũng gieo hò cái tên Lăng Hàn, đây là nở mày nở mặt, là vinh quang tập thể, nó đã vượt qua tự oán nhỏ hẹp. T, thì ra Lăng Huynh mạnh đến mức này, Lăng Hàn mạnh như thế, lý tự toán còn mạnh cỡ nào? Có lẽ hắn dùng một ý niệm là có thể chém giết Nghe Văn Bách. Những người đi cùng với Lăng Hàn trong sa mạc, những người đi cùng Lý Tự Toán nói với nhau, nhưng lời này bị Lục Kỳ nghe được, hắn không thể nói cái gì, bởi vì Lý Tự Toán chính là kẻ được thổi phồng mà thôi. Hừ, Lão Vĩnh Trường bước tới, hắn nhảy từ lôi đài khác sang, nói. Trên đời này không có khả năng có chú đỉnh cường đại như vậy, người nhất định là sinh đan cảnh, cố ý giả bộ như chú đỉnh. Ân, sinh đan đấu chú đỉnh, cho dù nghe văn bách là thiên tài tuyệt đỉnh, bị một chiêu của Lăng Hàn đánh bại cũng rất bình thường. Lăng Hàn phát ra khí tức chú đỉnh, ha ha, chẳng lẽ không biết có chút bí pháp có thể cải biến khí tức võ giả hay sao? Cực xương tôn giả cũng hoài nghi, hắn không nhìn ra sơ hở của Lăng Hàn, đối phương chỉ là chú đỉnh, nhưng muốn bảo hắn tin tưởng chú đỉnh mạnh đến mức dùng một quyền đánh bại nghe Văn Bách, hắn thật sự không tin. Đâu chỉ có hắn, ngay cả cửu sơn, trường phong tôn giả cũng hoài nghi, đặc biệt là trường phong tôn giả, lúc trước hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể đánh bại sinh đan cảnh phong kế hành. Ha ha, vậy thì biểu hiện tiên đỉnh ra đi, tất cả đều rõ ràng. Cực xương tôn giả nói, đây là phương pháp nghiệm chứng tốt nhất chú đỉnh tu tiên đỉnh mà sinh đan tu tiên đan hoàn toàn khác biệt cho dù là sinh đan sơ kỳ cũng phải trải qua giai đoạn tiên đỉnh thai ngén tiên đan việc này rất dễ phân biệt bởi vì trong đỉnh có tiên đan việc này không thể che giấu lăng hàn cố ý biến sắc hắn ngạo mạn nói ta bằng thực lực thắng vì sao lại hoài nghi ta ngươi không cảm thấy thắng như vậy quá không đáng tin hay sao lã vĩnh trường lạnh lùng nói lăng hàn cười ha ha hai nguyên nhân một ta quá mạnh Hai, hắn quá yếu. Còn em ngươi, lúc này còn trang bức, Cực Xương Tôn giả cười lạnh, "Trường Phong, Hàn Nguyệt, Cửu Sơn, các ngươi làm bản tôn thất vọng, thua không nổi hay sao?" Lời này rất nặng, vạn nhất bị Cực Xương Tôn giả tuyên truyền khắp tinh không là Bắc Thiên vực thua không nổi, dùng sinh đan cảnh giả mạo chú đỉnh đánh bại chú đỉnh Tây Thiên vực, từ đó Bắc Thiên vực vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Bắc Thiên vực không thể dính nước bẩn như thế. Cửu Sơn Tôn giả nhìn về phía Lăng Hàn, nói, "Đã như vậy, người biểu hiện tiên đỉnh cho mọi người nhìn xem lăng hàn lộ ra vẻ do dự nói nhìn cũng được nhưng muốn chứng minh ta bị oan uổng đền bù ta thế nào đây mới là mục đích chân chính của hắn cửu sơn tôn giả im lặng tiểu tử này này bị tiền chui vào mắt hay sao tại sao ba phen mấy bận đều là đền bù và đặt cược chỉ có đại hắc cẩu vui sướng đây mới là hảo huynh đệ của nó tốt nếu chứng minh ngươi thật sự là chú đỉnh bản tôn sẽ đền bù cho ngươi một môn tiên pháp cực xương tôn giả không muốn lãng phí thời gian hắn phất tay nói ra cấp bậc gì lang hàn hỏi chí ít cũng phải là thánh cấp không thì ta cũng không cần tất cả mọi người cảm thấy cổ quái khốn kiếp thật sự chưa từng gặp qua kẻ nào to gan như thế hắn dám cọ kẻ mặc cả với tôn giả cực xương tôn giả suýt tức chết thánh thuật thánh thuật chân quý cỡ nào có thánh địa nào không xem là truyền thừa cao nhất chỉ có đệ tử cực kỳ hạch tâm mới có thể truyền thừa ngươi vừa mở miệng là thánh thuật thật sự không khách khí hắn nghĩ nghĩ, hắn lấy một bình đan dược ra, nói. Đây là tiểu cửu dương đan, dưới tôn giả, cho dù tổn thương nặng thế nào cũng có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe xong, đôi mắt tỏa sáng. Đồ tốt, có đồ chơi này tương đương có thêm một cái mạng. Lăng Hàn vui mừng, rốt cục ép ra vài thứ, không uổng công hắn khổ cực như thế. Có tặng kèm đan phương hay không? Hắn mặt dạn mày dày hỏi. Cực xương tôn giả suýt chút nữa xông lên tắt hắn, bỗng nhiên nói. Không có, mặt hắn tối tăm, hắn gặp qua người ra mặt dày nhưng dày như lăng hàn thì hắn chưa gặp bao giờ những người khác cũng bội phục đây chính là tôn giả có ai gặp mà không nín thở thậm chí còn không dám thở mạnh nhưng lăng hàn lại dám cò kè mặc cả mọi người bội phục dũng khí của hắn tốt rồi nhanh biểu hiện tiên đỉnh cực xương tôn giả thúc giục cảm giác mình sắp bạo phát lăng hàn cười ha ha hắn cũng hiển thị tiên đỉnh ông khí tức hồng hoang viễn cổ lưu truyền hấp lực truyền ra khắp bốn phương tám hướng Nghe Văn Bách đứng mũi chịu sao, rốt cuộc hắn cũng thanh tỉnh, hắn bị khí tức này áp bách quỳ xuống, có thể nghe rõ âm thanh đầu gối đụng vào mặt đất. Không chỉ hắn, dùng lăng hàn làm trung tâm, các võ giả chú đỉnh đều quỳ xuống, người ở ngoài ngàn trượng mới có thể khống chế chính mình, tâm thần của bọn họ không ngừng rung động. Chú đỉnh còn như thế, chúc cơ càng không chịu nổi, bọn họ cúi đầu xuống đất giống như bái lạy hoàng đế. Hiện tại có thể đứng thẳng trong phạm vi ngàn trượng, chỉ ít cũng phải là sinh đan cảnh. Gió nhẹ thổi qua, toàn trường im lặng. Tống Lam, Cát Tường Thiên, Giải Ninh Thu đều lộ ra ánh mắt si mê, mặc kệ các nàng tâm cao khí ngạo thế nào, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn như một vị đại đế trẻ tuổi chịu vạn dân thần phục, chỉ ít trái tim các nàng như tan chảy. Nếu như bây giờ Lăng Hàn đi tới hôn các nàng, các nàng tuyệt đối sẽ nhiệt tình nghênh đón. Đám người lục kỳ, phong kế hành lộ ra vẻ mặt ghen ghét, bọn họ từng là thiên kiêu nổi danh khắp Bắc Thiên vực, được ký thác kỳ vọng cao, được vô số võ giả sùng bái như thần tượng. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt huy hoàng của Lăng Hàn, bọn họ ảm đạm phai mờ. Hiện tại, trong mắt mỗi người chỉ có một người, bóng người này chính là trung tâm của thế giới, hắn trói mắt giống như đại đế. Thời gian càng lâu, những người đang quỳ không những không khôi phục, ngược lại càng sợ hãi, kính sợ càng sâu, mỗi người đổ mồ hôi như suối, trong nội tâm sinh ra kính phục. chương 4402, Hợp đỉnh trong truyền thuyết. Sắc mặt cực xương tôn giả thay đổi, hắn thấy một vị đại đế trẻ tuổi sao, thậm chí, hắn đang hoài nghi, khi tổ vương còn trẻ cũng có được uy thế như vậy sao? Không phải nói khí vận bắc thiên vực giảm mạnh, sẽ không xuất hiện thiên tài tuyệt thế hay sao? Lăng Hàn là chuyện gì? Hắn hiện tại đã có 99% tin tưởng Lăng Hàn là chú đỉnh, nhưng hắn không thể thừa nhận sự thật như vậy, hắn nói. Người đảo ngược tiên đỉnh, có tiên đỉnh cũng không đại biểu chính là chú đỉnh, bởi vì sinh đan sơ kỳ cũng có tiên đỉnh thai ngén tiên đan. Lăng Hàn đảo ngược tiên đỉnh, bên trong trống giống, trừ một đạo lôi đỉnh thần mang lúc này không còn gì để nói, mỗi tên tôn giả nhìn sơ qua cũng biết đó là tiên hà. Các tiên đỉnh khác đâu? Cực xương tôn giả hỏi, sinh đan bình thường sẽ có ba tiên đỉnh, như vậy có thể dùng tiên đỉnh vô dụng đưa ra ngoài. Lăng Hàn lắc đầu, ta chỉ có một tiên đỉnh, ha ha, ai tin tưởng chứ, lừa gạt quỷ đi. Người mạnh như vậy mà chỉ có một tiên đỉnh, thời điểm ngươi đã tới thất đỉnh bát đỉnh cửu đỉnh, chẳng phải ngươi có thể miểu sát tất cả sinh đan. Ha, ha, lã vĩnh trường cười ha ha, Biểu đạt hắn không tin. Lăng Hàn thu hồi tiên đỉnh, cười nhạt một tiếng, "Cười cái gì, chờ ta bước vào sinh đan, có tin ta treo lên đánh ngươi hay không?" Lã Vĩnh Trường hừ một tiếng, "Ngươi tiếp tục bịa chuyện, rõ ràng chính là sinh đan, còn muốn giả mạo chú đỉnh." Hắn chờ đợi cực xương tôn giả tức giận mắng mỏ Lăng Hàn là kẻ lừa gạt, hắn lại không chờ được tiếng nói tức giận của cực xương tôn giả. "A," à, hắn quay đầu nhìn sang cực xương tôn giả, hắn nhìn thấy đối phương sợ hãi và sắc mặt không dám tin tưởng xảy ra chuyện gì hắn lại nhìn sang các tôn giả khác hắn phát hiện những tôn giả khác cũng ngạc nhiên như gặp quỷ khốn kiếp đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đây là hợp đỉnh trong truyền thuyết rốt cục có một tên tôn giả mở miệng đánh nát tất cả tiên đỉnh và hòa làm một thể đúc thành vô thượng tiên đỉnh nghiền ép tất cả lại có một tên tôn giả nói số lượng tiên đỉnh càng nhiều hợp thành tiên đỉnh có chất lượng càng cao cho dù là thanh đồng đỉnh cũng có thể vượt qua lưu ly đỉnh chín màu trở thành tiên đỉnh mạnh nhất trong thiên hạ chỉ có lời giải thích này nhìn tiên đỉnh của tiểu tử kia có đồ văn chân long thần hoàng chỉ có hợp đỉnh mới có thể giải thích trời ạ à, thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết không nghĩ tới lại xuất hiện thật sự khó trách tiểu tử này mạnh như vậy sau khi hợp đỉnh không khác gì bước vào sinh đan các tôn giả đều lắc đầu lại gật đầu bọn họ đã biết vì sao lăng hàn lại mạnh như vậy cho dù bọn họ rất khó tiếp nhận nhưng thiên tài như thế lại đứng trước mặt bọn họ cái gì những người khác nghe xong đều cảm thấy ra đầu tê dại Hợp đỉnh, tiên đỉnh có thể dung hợp, chưa từng có nghe nói qua. Đây là đương nhiên, hợp đỉnh quá nguy hiểm, thiên tài hơn người cũng không dám làm, trừ phi vận dụng thủ đoạn đại đế. Một tên tôn giả nói, cũng chỉ có siêu cấp thiên tài trong đế tộc mới có tư cách dùng đế binh trợ giúp hợp đỉnh, nhưng cơ hội thành công nhỏ đến mức đáng thương. Khó trách, nơi này mặc dù có truyền nhân đế tộc, ví dụ như Lâm Thất, cho dù hắn chỉ xuất thân chi mạch, nghiêm mặt hắn không tính là truyền nhân chân chính của đế tộc hắn chỉ có chút huyết mạch đại đế mà thôi hắn căn bản không có tư cách nắm giữ đế thuật hậu duệ đại đế siêu nhiên tất cả cũng không chịu phân chia bốn thiên vực hạn chế cho nên bọn họ không có cảm giác vinh nhục tất cả mọi người giật mình khó trách chưa từng nghe nói qua truyền thuyết này bởi vì biết thì đã làm sao đế tộc sẽ dùng đế binh giúp ngươi hợp đỉnh không đúng tất cả mọi người nhìn về phía lăng hàn gia hỏa này vẫn ở lại trong bạch liên bí cảnh hắn làm sao hợp đỉnh nhất định là đa gia chuẩn đế có người kinh hô càng nhiều người phụ họa đa gia phật từng đánh ba đạo tiên hà vào người lăng hàn cũng nhân cơ hội này trợ giúp lăng hàn hợp đỉnh thì ra là thế nghe giải thích như thế các tôn giả ngạc nhiên thì ra có một tên chuẩn đế xuất thủ lăng hàn hoàn toàn không có ý giải thích có đôi khi im lặng là cần thiết hắn mới biết thì ra không chỉ có hắn hợp đỉnh thì ra thiên kiêu đế tộc cũng làm được nhưng thập đỉnh hợp nhất là hợp đỉnh bát đỉnh hợp nhất cũng là hợp đỉnh có ý nghĩa như nhau sao lăng hàn tin tưởng vững chắc hắn suýt chút chết đi khi hợp nhất thập đỉnh, thành tựu như vậy xưa nay chưa từng có, nhưng thời đại này có rất ít người sánh vai với hắn. Những chú đỉnh kia, sinh đan ghen ghét muốn chết, tại sao lại là lăng hàn? Nếu bọn họ được đa gia Phật trợ giúp hợp nhất các tiên đỉnh, như vậy khẳng định cũng có thể giống như lăng hàn, đứng trên đài cao quan sát chúng sinh. Cực xương tôn giả không nói lời nào, hắn vung tay ném hai bình bay về phía lăng hàn. Nơi này có rất nhiều tôn giả, hắn cũng không động tay chân gì, hai cái bình bay tới trước mặt lăng hàn và tự động giảm tốc độ có thể cầm lấy dễ dàng đa tạ tiền bối lăng hàn tiếp nhận hai bình hắn cung kính thi lễ với cực xương tôn giả hắn không thù không oán với cực xương tôn giả nên biểu thị tôn kính nhất định phải giảm tư thái của mình quả nhiên thấy lăng hàn khiêm tốn như thế cực xương tôn giả lập tức quên đi lăng hàn thất lễ lúc trước dù sao người trẻ tuổi này quá thiên tài hắn có thể so sánh với thiên kiêu đế tộc hắn nói tiểu tử có hứng thú đến Tây Thiên vực chúng ta hay không? Hắn nói lời này đã chọc giận rất nhiều tôn giả. Cực xương, người đủ chưa? Chạy đến chỗ chúng ta đào người, quá đáng. Có chơi có chịu, người có thể đi. Đương nhiên cực xương tôn giả cũng biết không có khả năng đào lăng hàn. Hắn chỉ nói thế kích thích người Bắc Thiên vực mà thôi. Dù sao hắn đánh cực thua, cho dù thế nào cũng phải làm Bắc Thiên vực uất ước mới được. Các vị, các người tạm thời thắng một lần, nhưng Tây Thiên vực chúng ta không thiếu thiên tài, chúng ta sẽ còn trở lại hắn cười lớn một tiếng, vung tay xé mở hư không, mang theo ba người nghe văn bách rời đi. Thắng, đám người sửng sốt, sau đó gieo hò. Trong cạnh tranh với ba thiên vực khác, bọn họ không bao giờ thắng nổi, hiện tại lăng hàn thắng rất đẹp, bọn họ vui mừng gần như điên cuồng, cho dù là các tôn giả cũng cười cười. Cửu Sơn, cho tiểu tử kia gia nhập cửu hoa thánh địa của ta đi. Trường Phong tôn giả nói, ha ha, khảm thủy thánh địa chúng ta rất hứng thú với tiểu tử này. Ai ai ai, suy tính nguyệt nhu thánh địa của ta một ít. Thật nhiều tôn giả chạy tới ném cành ô lưu cho Lâm hàn. Cửu sơn tôn giả lạnh lùng, những gia hỏa này không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn trách mắng cực xương tôn giả đào người, hiện tại muốn đào góc tường của mình, nằm mơ đi. Đi, hắn sợ chậm sinh biến, lập tức vung tay cuốn lấy người cửu dương thánh địa rời đi. Trường 4403, thực lực của sắc chư. Bởi vì có quá nhiều người, cho dù là Cửu Sơn Tôn giả cũng không cách nào trực tiếp xé rách không gian chế tạo lỗ sâu giúp mọi người xuyên qua không gian. Nhưng Tôn giả chính là Tôn giả, hắn bay trong tinh không với tốc độ nhanh kinh người. Sau 3 tháng, Cửu Dương tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Cửu Sơn Tôn giả mang theo mọi người đáp xuống, sau đó tuyên bố đội ngũ giải tán, bảo mọi người quay về tu luyện và tiêu hóa chỗ tốt đạt được trong bí cảnh, nói xong hắn liền rời đi. Đây là việc đương nhiên, Lang Hàn chính là hợp đỉnh, đây là đại sự khó lường nhất định phải báo cho các tôn giả khác trong thánh địa biết. Không bao lâu, Lăng Hàn được gọi tới và hỏi thăm chi tiết hợp đỉnh. Lăng Hàn dứt khoát đẩy công lao lên người đa gia phật, sau đó hắn cũng che giấu nói mình là Cửu đỉnh hợp nhất. Cửu đỉnh đã là đỉnh cao nhất mà chú đỉnh tại Bắc Thiên vực có thể đạt tới, hắn lại là hợp đỉnh, càng là siêu cấp thiên tài trong các thiên tài đứng đầu, đủ để so sánh với Thiên Kiêu đế tộc. Cửu Dương thánh địa quyết định dốc toàn bộ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng Lăng Hàn, chỉ cần Lăng Hàn cần bọn họ không tiếc trả giá lớn bồi dưỡng hắn. Lăng Hàn sẽ không cự tuyệt, thừa cơ tranh thủ điều kiện tu luyện thật tốt cho đám người nữ hoàng, chỉ ít cũng phải cho bọn họ một động phủ A. À. Các đại lão thánh địa chỉ suy tính một lúc, sau đó bọn họ quyết định đáp ứng yêu cầu của Lăng Hàn. Thiên tài như thế quá hiếm có, chẳng những là thiên tài võ đạo, còn là đan đạo đại sư, càng quan trọng hơn chính là cái gì. Lai lịch rõ ràng, không giống lục kỳ, tống lam, hai người này đến từ thế lực cường đại, Ngày sau tu thành đại thành tựu cũng không lấy Cửu Dương Thánh Địa làm trung tâm, nhưng Lăng Hàn thì khác, hắn không xuất thân từ tông môn nào, hoàn toàn có thể xem Cửu Dương Thánh Địa như nhà của mình. Cho nên, nhân tài như vậy mới đáng bồi dưỡng. Lăng Hàn đã kích thiên tài Tây Thiên vực, ngăn cơn sóng dữ, từ đó giành được mặt mũi và tôn nghiêm cho Bắc Thiên vực, việc này cũng truyền khắp thánh địa, thật nhiều nữ đệ tử mượn các loại lý do chạy tới chỗ của Lăng Hàn, hy vọng phát sinh chút việc gì đó với hắn. Nếu như chỉ là nữ đệ tử bình thường cũng không có gì nhưng vư vật tuyệt thế như giải nghinh thu đàm mộng liên tiếp ném mị nhãn cho lăng hàn thậm chí tống lam ba ngày hai lần tới bái phỏng lăng hàn việc này đã làm không ít người ghen tuông ví dụ như lục kỳ hắn vì theo đuổi tống lam mới gia nhập cửu dương thánh địa hiện tại nữ nhân mình nhìn chúng lại là liên tục chạy vào trong phòng một nam nhân khác hắn làm sao chịu nổi bởi vậy hắn đứng ra khiêu chiến lăng hàn trước đó gắn bị lăng hàn đánh ra khỏi bạch liên bí cảnh hắn không đạt được cái gì khác hắn không thể nhịn được cục tức này hiện tại Tống Lam lại muốn đầu nhập vào trong ngực Lăng Hàn, hắn không cách nào tha thứ cho Lăng Hàn. Theo lý mà nói, hắn đã đột phá sinh đan, hắn có mặt mũi khiêu chiến Lăng Hàn hay sao? Nhưng võ đạo giới có hai thứ rất công bằng. Thứ nhất, đương nhiên là cảnh giới tương đương, thứ hai chính là tuổi tác tương đương. Tuổi tác tương đương, cho dù cảnh giới tranh lệch xa cũng có thể đánh nhau công bằng, người tu luyện chậm là chuyện của mình ngươi. Cho nên, mặc dù Lục Kỳ đã bước vào sinh đan nhưng tuổi tác lại tương tự Lăng Hàn, cho nên hắn có thể đánh một trận công bằng. Lục Kỳ phát ra khiêu chiến, hắn muốn xem Lăng Hàn có ứng chiến hay không. Lăng Hàn cười ha ha, hắn chỉ nói một câu, chiến, đúng, đánh chết tên vương bát đàn này, đại hắc cẩu gào to, tiểu hàn tử hiện tại đã sắp tiến vào sinh đan, chúng ta cũng có thể. Đi, đi đoạt tống lam, các tường thiên đến đây. Người luyện hóa vật chất thần tính cho tốt đi, Lăng Hàn đạp một cước, chó chết này là kẻ không an phận. Sắc chưa ở bên cạnh cười trộm, Nhìn thấy đại hắc cẩu ăn thua thiệt thì nó mừng thầm, dù sao miệng của đại hắc cẩu quá độc, lại thường xuyên ức hiếp nó. Lang Hàn bắt lấy sắc trư, nói: "Tình huống con lợn này là thế nào?" Hắn sử dụng nhãn thuật quan sát sắc trư, trước đó hắn tu vị yếu, chỉ biết sắc trư bất phàm, nhưng nó như thế nào thì hắn không nhìn ra, hiện tại hắn đã là thập đỉnh hợp nhất, thậm chí còn mạnh hơn phần lớn sinh đan, có lẽ hắn sẽ nhìn ra một ít đầu mối. A, à, hắn nhìn vào thức hải của sắc trư, hắn mơ hồ nhìn thấy thế giới ong ánh dường như bị khóa lại nên hắn không thể tiến vào bên trong. Khá lắm, hắn kinh hô, như thế nào, đại hắc cầu lập tức tiến tới. Lăng Hàn chỉ vào sắc chư, gia hỏa này có lẽ là giáo chủ. Cái gì, đại hắc cầu giật mình sững sờ, sau đó nó đi vòng quanh sắc chư, nói. Không giống, đúng là không giống, háo sắc lại tham ăn. Lăng Hàn gật gật đầu, nói. Ta lại nhìn thấy thức hải của nó ầm ầm dậy sóng, hẳn là cấp bậc giáo chủ, dường như lại bị phong ấn khó trách biến thành ngu như vậy. Đại hắc cầu thở dài, sắc chư giận dữ, nó cắn đại hắc cầu, nó bị phong ấn tu vi nên không thể dùng thần thức truyền âm, không có cách gì hóa thành hình người, hơn nữa mất đi tất cả chiến lực nhưng trí thông minh của nó lại bình thường. Heo ngốc, người có cắn thì cẩu ra cũng không đau, phí sức như vậy làm gì, quả nhiên trí thông minh có vấn đề. Đại hắc cầu lắc đầu, tiếp tục đả kích sắc chư. Sắc chư hừ hừ, ý nói chờ đại gia khôi phục tu vi, xem ta đánh ngươi như thế nào. Đại hắc cầu cười hắc hắc, nói, với thiên phú tuyệt thế của cậu gia, chờ thời điểm ngươi mở phong ấn, cầu gia đã sớm vượt qua giáo chủ, người muốn đánh bản tọa. Nằm mơ đi, sắc chư không ngừng phản đối, quyết định không để ý tới con chó ngu xuẩn kia. Lăng Hàn, không có vấn đề gì chứ? Chu Hằng hỏi, Lăng Hàn cười một tiếng, các ngươi cứ việc luyện hóa vật chất thần tính, tranh thủ sông lên cửu đỉnh thậm chí thập đỉnh, lục kỳ nha, ha ha, ta đã giải quyết hắn tại Bạch Liên bí cảnh một lần, hiện tại ta càng không đặt hắn vào trong lòng. Lăng Hàn của nữ mạnh nhất, hồ nữ dịu dàng nói ra, tất cả mọi người cười to, Lăng Hàn đúng là yêu nghiệt, ở nguyên thế giới là như thế, hiện tại cũng là như thế. Rất nhanh, Lục Kỳ đã đáp lại, hắn muốn đánh với một trận Lăng Hàn vào ngày mai. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người không ngừng nghị luận với nhau. Lăng Hàn rất mạnh, tuyệt đối là chú đỉnh đệ nhất nhân trong Bắc Thiên Vực, nhưng Lục Kỳ đã là sinh đan cảnh, chiến lực của hắn không phải chú đỉnh có thể sánh bằng. Tống Lam biết, Lăng Hàn có thể đánh bại Sinh Đan Cảnh Phong kế hành, muốn chiến thắng Lục Kỳ là chuyện quá dễ dàng. Ai, Lăng Hàn quá lỗ mãng. Đúng vậy, mặc dù hắn có thể xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân, hắn lại kém Sinh Đan cảnh quá nhiều. Đúng đấy, Sinh Đan là biến hóa về chất, hơn nữa Lục Kỳ từng đứng thứ 19 trên chú đỉnh bảng, một khi hắn bước vào Sinh Đan, chiến lực của hắn ít nhất cũng đạt tới tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng thiên. Một trận chiến này, Lăng Hàn sẽ thua không nghi ngờ. Không có biện pháp Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao, trận chiến này đánh nhau vì tống tiên tử. Giận dữ vì hồng nhan, ta hiểu, nhưng Lăng Hàn sẽ thất bại. Mọi người không ngừng bàn tán với nhau, ngày thứ hai lại đến, Lăng Hàn sắp quyết chiến với Lục Kỳ. Chương 4404, lại đánh bại Lục Kỳ. Theo như lời của Lăng Hàn, trận chiến này không đáng kể, hắn hoàn toàn không đặt trong lòng, ban đêm ngủ rất an ổn, ngày thứ hai khi mặt trời bắt đầu lên cao, hắn tu luyện nửa giờ, lúc này mới đi ra chuyện này quá đơn giản bởi vậy lăng hàn không bảo nữ hoàng hổ nữ chạy tới xem cuộc chiến chỉ đi đánh một người mà thôi có gì đáng chú ý chứ hắn đi tới khu đất ước chiến lúc này lục kỳ đã đến hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất một thanh kiếm nằm ngang trên hai đầu gối của hắn lục kỳ nhắm mắt lại như nhập định dù sao sinh đan cảnh cũng là sinh đan cảnh sau khi lăng hàn xuất hiện hắn đã có phản ứng hắn nhìn sang lăng hàn hắn vừa mở mắt ra sát khí sáng rực như sao trời hắn quá hận lăng hàn thời điểm ở Bạch Liên bí cảnh, Lăng Hàn đùa dỡn hắn như siếc khỉ, sau đó còn đánh hắn ra khỏi bí cảnh, làm hại hắn không tìm được vật chất thần tính và tiên hà. Rất tốt, đối phương còn chưa đột phá sinh đan, cho dù cửu đỉnh hợp nhất thì như thế nào, có thể đền bù tranh lệch cảnh giới hay sao? Hơn nữa lục kỳ hắn còn là thiên kiêu đỉnh cấp, không thể không nói, cách làm người của ngươi rất đáng ghét nhưng lại can đảm lắm. Lục kỳ nói ra, trong lời nói mang theo ngạo khí. Tất cả mọi người cho rằng, lục kỳ không nói quá lời, Sinh đan cảnh đối mặt chú đỉnh, chẳng lẽ cần phải cẩn thận từng chút một hay sao? Tướng bên thua vẫn còn dũng khí khiêu chiến ta, ta cũng phải bội phục ra mặt dày của ngươi." Lang Hàn cười nói, hắn nói câu này chẳng khác gì ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. "Cái gì? Lục Kỳ từng thua Lang Hàn? Nghe nói đúng thế, hắn bị Lang Hàn đánh tới mức phải bóp nát lệnh bài rời khỏi Bạch Liên bí cảnh, hắn còn không vào được Ma Nguyên vực." "T, đúng là thảm." Nói cách khác, Lục Kỳ là bị ép đột phá sinh đan đương nhiên không chiếm được vật chất thần tính cũng không có tiên hà cửu đỉnh đã chấm dứt không đột phá còn làm gì có người biết tình huống nói ra chân tướng lúc này rất nhiều người xôn xao thì ra lục kỳ thua lăng hàn trong bí cảnh từ đó lục kỳ bỏ lỡ cơ duyên to lớn hiện tại lục kỳ đã là sinh đan cảnh đủ để rửa sạch nhục nhã sắc mặt lục kỳ âm trầm hắn rút kiếm chỉ vào lăng hàn ra tay đi ta chấp ngươi ba chiêu lăng hàn mỉm cười ngươi chấp ta ba chiêu thật sao nói nhảm Lục kỳ cao ngạo, Lăng Hàn chỉ là chú đỉnh, đừng nói chấp ba chiêu, cho dù chấp ba trăm chiêu thì thế nào. Nhưng hắn lại không muốn chấp ba trăm chiêu, bởi vì như thế là quá lâu. Được rồi, Lăng Hàn gật đầu, hắn lao lên phía trước và xuất quyền. Oanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, chiến lược vượt qua cấp độ vốn có của chú đỉnh. Lục kỳ sợ hãi, hiện tại hắn muốn trốn tránh cũng không kịp, hắn vội vàng đưa tay ngăn cản công kích của Lăng Hàn. ầm, um, chúng một kích này, thân thể hắn bị đẩy lùi về phía sau hắn vẽ ra một vết tích thật dài trên mặt đất cái gì hắn sợ hãi lăng hàn thật sự là chú đỉnh hay sao cửu đỉnh hợp nhất khủng bố như vậy thật sao hắn vô cùng ghen ghét bởi vì hắn tin tưởng vào thiên phú của mình nếu hắn có thể tiến vào trong hắc thiên miếu người được chuẩn đế đa gia chọn chúng không phải là lăng hàn mà là hắn tất cả là do lăng hàn cướp đi cơ duyên của mình a à, hắn vô cùng phẫn nộ hắn lao về phía lăng hàn hắn cũng quên đi việc chấp ba chiêu oanh oanh Oanh, Lục Kỳ thi triển tất cả lực lượng sinh đan cảnh, lửa giận như hóa thành thực chất, hắn như hóa thân thành một ma thần. Đáng tiếc, mọi người đều kinh ngạc trước thực lực của Lăng Hàn, ra đầu mỗi người tê dại. Trời ơi, đây là quái vật gì thế, không chờ chú đỉnh có thể đối kháng sinh đan. Đương nhiên Lăng Hàn không sợ đấu với Lục Kỳ, sau khi giao thủ vài chiêu, hắn đã hiểu rõ chiến lược của Lục Kỳ. Lực lượng của Lục Kỳ chỉ đạt tới nhị trọng thiên, hắn còn yếu hơn phong kế hành rất nhiều. Không có biện pháp, Ai bảo Lục Kỳ không lấy được chỗ tốt trong bạch liên bí cảnh, ví dụ như vật chất thần tính, ví dụ như thiên hà, cho nên, cùng là sinh đan sơ kỳ, lực lượng của hắn khẳng định không bằng phong kế hành. Quá yếu, không có một chút tính khiêu chiến nào. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không thi triển tiên thuật, hắn chỉ dùng bí lực đấu với Lục Kỳ. Cái, cái gì, có cần kỹ pháp hay không, người nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy Lăng Hàn chỉ dùng khí lực bản thân va chạm với Lục Kỳ, đây là việc làm rất nhiều người khiếp sợ lục kỳ không dám tin vào mắt mình trong mắt hắn xuất hiện một ít mơ hồ đây chính là uy lực hợp đỉnh sao không nhất định là lăng hàn đạt được rất nhiều chỗ tốt trong bí cảnh từ đó hắn hợp đỉnh mới mạnh như vậy lục kỳ càng hâm mộ hắn nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã dùng toàn lực cũng vận dụng kỹ pháp thánh cấp tấn công lăng hàn hắn không tin chú đỉnh có thể cường đại đến mức địch nổi sinh đan cho dù hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của lăng hàn kỹ pháp thánh cấp sao lăng hàn lắc đầu cho dù hắn bạo phát đi chăng nữa chiến lược của lục kỳ chỉ đạt tới ngũ trọng thiên đối phương không thể ép hắn sử dụng lực lượng chân chính ai thật thất vọng lang hàn tùy ý vung quyền hắn công kích rất tùy ý nhưng đều dễ dàng hóa giải công kích của lục kỳ tiếng nghị luận chung quanh càng ngày càng thấp cuối cùng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lang hàn lang hàn tuyệt đối là chú đỉnh mạnh nhất nói không chừng tương lai hắn chính là thánh nhân thánh nhân đấy cho dù đi tới đế tộc cũng được đối đãi trọng thị đây là lực lượng mạnh nhất thiên địa hôm nay. Thậm chí, nếu như thiên địa cho phép, Lăng Hàn có khả năng xung kích tổ vương. Oanh, Lăng Hàn không kiên nhẫn hơn được nữa, hắn xuất quyền đánh Lục Kỳ bay ra xa. Về sau nhìn thấy ta nhớ đường vòng, hắn lên tiếng, nơi này là thánh địa nên hắn không tiện giết người, bằng không, Lục Kỳ ba phen mấy bận nổi lên sát ý với hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho Lục Kỳ. Lục Kỳ không xông lên phía trước, một quyền của Lăng Hàn vừa rồi đánh khí huyết toàn thân hắn sôi trào khó chịu đến cực điểm hắn cũng biết cho dù tranh lệch đại cảnh giới lăng hàn vẫn mạnh hơn hắn hắn có cảm giác muốn chết lăng hàn quay người rời đi không ai nghĩ tới lần luận bàn này sẽ kết thúc như vậy mọi người bắt đầu nghị luận với nhau bọn họ liên tục than thở không có ai tiếp tục nhìn lục kỳ lục kỳ siết chặt nắm đấm đôi mắt nhắm lại lời của mọi người như đâm vào tai hắn hắn thề hắn nhất định phải báo thù bằng không vừa nghĩ tới gương mặt lăng hàn hắn có cảm giác ai đó cầm dao khoét vào tim mình. Lục Kỳ lặng lẽ rời đi, không ai chú ý tới một kẻ thất bại, cho dù hắn vẫn là thiên kiêu đỉnh cấp. Đây chỉ là một việc nhỏ trong cửu dương thánh địa, hoạt động chiêu sinh của bọn họ vẫn được tiến hành, lần chiêu sinh thứ tư mở ra. Thời điểm lần thứ ba, đó là thời điểm bạch liên bí cảnh mở ra, cho nên chất lượng tuyển nhận đệ tử hơi thấp, nhưng lần này lại có một ít mãnh nhân và mỹ nữ xinh đẹp gia nhập. Chương 4405, độ hóa, lần chiêu sinh thứ tư này dẫn tới rung động có rất nhiều mỹ nhân sinh đẹp xuất hiện tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của lăng hàn cửu dương thánh địa rất châu bò nhưng nó chỉ là một trong rất nhiều thánh địa trong tinh không mà thôi hàng trăm triệu năm qua trong tinh không có bao nhiêu thánh địa không nói khoa trương khẳng định có mấy vạn thánh địa bởi vậy địa vị của cửu dương thánh địa rất cao nhưng chưa tới mức hấp dẫn nhiều thiên kiêu tới như vậy cửu dương thánh nhân truyền thừa ha ha không ai tìm được trong trăm triệu năm qua nó thật sự tồn tại hay sao? Thực sự có thể tìm được sao? Cho nên, lần này có rất nhiều mãnh nhân và vưu vật gia nhập, tất cả đều vì Lăng Hàn. Tin tức Lăng Hàn đánh bại chú đỉnh thiên kiêu của Tây Thiên Vực đã truyền ra, việc này chấn động tinh không, bởi vậy, các thiên kiêu tại Bắc Thiên Vực đều tới xem một chút, Lăng Hàn có dáng vẻ thế nào, tận mắt nhìn xem hắn mạnh như đồn đãi hay không. Những người này có tới đây quan sát Lăng Hàn, có muốn kéo Lăng Hàn vào thế lực của mình, còn có người ôm dã tâm đánh bại Lăng Hàn, từ đó bản thân mình thay thế vào vị trí của Lăng Hàn, trở thành chú đỉnh mạnh nhất. Đối với việc này, Lăng Hàn không thèm quan tâm, thánh địa liên tục cung cấp tài nguyên, tu vi của hắn tăng lên như bay, nhưng tiên đỉnh duy nhất giống như cái động không đáy, tốc độ trưởng thành chậm chạp. Lăng Hàn cũng không cảm thấy phiền não, ngược lại hắn càng cao hứng. Bởi vì tốc độ luyện hóa lực lượng thiên địa của hắn không biến hóa, nhưng tu vi đã tăng lên nhanh hơn trước, nói rõ cùng một cảnh giới, lực lượng của hắn sẽ mạnh hơn. Theo suy đoán của hắn, dựa vào lượng lớn tài nguyên cung cấp, muốn đạt tới chú đỉnh viên mãn cần thời gian một năm. Dài đằng đẵng, may mắn nơi này không phải bạch liên bí cảnh, người nơi đó chỉ có thọ nguyên trăm năm, thời gian một năm không tính là gì. Lăng Hàn một người tĩnh tọa, hắn lấy ra một cái bình. Đây là nguyên thần dịch, vốn là phần thưởng của cực xương tôn giả. Hắn thỉnh giáo cửu sơn tôn giả, hắn không biết thứ này dùng như thế nào. Trên thực tế, trên tinh võng chắc chắn có cách dùng, nhưng thỉnh giáo một vị tôn giả sẽ thuận tiện và chính xác hơn nhiều, lại nói, việc này có quan hệ tới đường tắt của cửu sơn tôn giả. Nguyên thần dịch rất bất phàm, thứ này có thể tẩy rửa thân thể, có thể tẩy ám thương trong cơ thể, cường hóa căn cơ, nếu sử dụng vào thời điểm đột phá, như vậy có thể cường hóa tiên cơ, tiên đỉnh, tiên đan. Thứ này không thể trực tiếp gia tăng tu vi nhưng còn chân quý hơn gia tăng tu vi, cho dù cường giả giáo chủ cũng xem như trí bảo. Chỉ có cường giả như cực xương tôn giả mới có tư cách lấy ra, không nghe hắn nói hay sao, hắn cũng bỏ ra chút công phu mới có được, hắn vốn định dùng cho đệ tử của mình, không nghĩ tới lại tiện nghi Lăng Hàn. Có ai ngờ Bắc Thiên Vực xuất hiện mãnh nhân như Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn thu nguyên thần nguyên lại, hắn quyết định sử dụng vào lúc đột phá sinh đan. Hắn đang tu hành tiên thuật trong bạch liên bí cảnh, biết dùng là một việc, nhưng có thể phát huy ra mấy phần uy lực lại là một chuyện khác. Lăng Hàn sắp xếp uy lực các kỹ pháp của mình, mạnh nhất chính là hỗn độn thần lôi, tự mang hiệu quả huyễn cảnh, Lúc đánh ra một kích, uy lực ban đầu của nó đạt tới tứ trọng thiên, vô cùng kinh khủng. Thứ hai là yêu hầu quyền, đây chính là đế thuật, có thể gia tăng chiến lực của hắn, nếu sử dụng hai thức liên tục, uy lực thức thứ hai sẽ mạnh hơn, uy lực của nó không đạt tới tứ trọng thiên. Đế thuật không bằng hỗn độn thần lôi. Không, thứ nhất, hắn chỉ nắm giữ hai thức yêu hầu quyền, vẫn chưa nắm tinh túy trong đó. Thứ hai, đế thuật là thứ chỉ có tổ vương mới có thể phát huy ra 10 phần uy năng hậu nhân chỉ mô phỏng theo, làm sao nắm được tinh túy trong đó. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, kỳ thật hỗn độn thần lôi cường đại cũng không phải vì hắn, mà là thứ này rất mạnh nhưng bị giới hạn bởi tu vi của hắn mà thôi. Cho nên, muốn trở thành một tên cường giả chân chính, hắn cần phải sáng tạo ra tiên thuật của mình. Ân, tiên đỉnh của hắn hiện tại rất châu bò, có thể hấp thu tất cả công kích dưới lục trọng thiên, hắn có thể lợi dụng thứ này sáng tạo tiên thuật cho mình hay không? Dưới yêu hầu quyền chính là liệt dương hàng ma côn đây mới thực là thánh thuật, cũng không phải phiên bản đơn giản của chiến thần tam thức, cũng không phải loại không trọn vẹn như phong thần thối. Ta có nên tìm một cây côn hay không? Lang Hàn thì thào, côn pháp, đương nhiên cần có cây côn mới phát huy được uy lực. Hắn có thể phát huy bốn thành uy lực của bộ côn pháp này, dù là như thế, bốn thành uy năng của thánh thuật rất châu bò. Trong bạch liên bí cảnh, hắn đánh cướp không ít người, đương nhiên cũng tịch thu rất nhiều tiên khí, trong đó cũng có côn. Hắn tìm được, sau đó bắt đầu vận chuyển liệt dương hàng ma côn oanh hắn xuất một côn phật quang chiếu sáng khắp nơi giống như cao tăng đắc đạo lăng hàn cảm thấy buồn bực vì cái gì tiên thuật phật tộc lại có đặc điểm như thế dùng một lát chẳng khác gì tuyên cáo với thiên hạ ta thi triển bí pháp phật tộc nhưng chuyện trong bạch liên bí cảnh không phải bí mật gì ta sử dụng liệt dương hàng ma côn phật tộc cũng không tới mức nhắm vào ta lăng hàn tự nói vào lúc này có đạo đồng bẩm báo có khách đến thăm ai hắn hỏi Người kia nói là bằng Hiếu cũ của Hàn Thiếu, tên là Cát Tường Thiên. Minh Nguyệt nói, ách, mới vừa nói Phật tộc không nhắm vào mình, người Phật tộc lại tới. Báo ứng tới nhanh như vậy sao? Mời, Lăng Hàn nói, thánh nữ Phật tộc chạy tới Cửu Dương Thánh địa. Hắn đi tới đại sảnh, thời điểm hắn đi tới, Minh Nguyệt cũng mang theo Cát Tường Thiên đến, tiểu đạo đồng đã là thanh niên 18 tuổi, chính là lúc huyết khí phương cương, hắn không ngừng nhìn Cát Tường Thiên, vẻ mặt đầy ái mộ. Đây chính là vư vật thứ 10 trên tuyệt sắc bảng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, làm cho định lực của hắn không đủ. Lăng huynh, đã không gặp mấy tháng, các tường thiên niệm Phật hiệu, tăng y tuyết trắng bồng bềnh, không nhiễm bụi bặm không dính thế tục. Lăng hàn cười ha ha, thế nào, người dự định chạy tới đây độ hóa thế nhân. Các tường thiên lắc đầu, độ hóa thế nhân chính là trách nhiệm của Phật, bần ni chỉ muốn độ hóa một người. Lăng hàn dừng một chút, hắn chỉ vào mình, nói. Ta sao? Lăng Huynh thật thông minh, các tường thiên không chút keo kiệt cười với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, người thật biết nói đùa, ta kiều thê thành đàn, nhìn nữ một sọt, tại sao lại xuất ra làm hòa thượng chứ? Các tường thiên cười nói, Lăng Huynh đã hiểu lầm Phật tộc, trừ khổ hạnh tăng chân chính, phần lớn đệ tử Phật tộc đều không cấm lập gia đình. A, à, nói cách khác, người cũng có thể lập gia đình. Lăng Hàn nói, đừng nhìn nữ nhân này xinh đẹp xuất trần, không nhiễm bụi bặm. Trên thực tế nàng có tâm cơ thâm trầm, Lăng Hàn không muốn rơi vào bẫy dập của nàng, hắn tiến hành phản kích trước. chương 4406, lại tới khiêu chiến. Cát tường thiên niệm Phật hiệu, bần ni thì khác, thuở nhỏ đã quyết định dùng cả đời hiến cho Phật, đời này không lập gia đình. Ai, hại ta cao hứng hụt một hồi, Lăng Hàn giang tay ra, cố ý trêu chọc, các tường thiên bụng giả cực sâu, không thèm để ý chút nào, nàng nói. Lần này bần ni tới đây là muốn độ hóa Lăng Huynh gia nhập Phật tộc, trở thành Phật tử Bắc Thiên Vực chờ một chút lang hàn khoát tay áo phật tử bắc thiên vực phật tộc các người còn phân đông tây nam bắc đương nhiên các tường thiên gật đầu nói tịnh thổ chân chính của phật môn chính là tam thập tam thiên do phật tổ mở ra không ở trong ngũ hành tổng bốn thiên vực đều có một tòa lôi âm tự từ đó giúp phật tộc hiển hóa trong mắt nhân thế bần ni chính là thánh nữ bắc thiên vực phật tử bắc thiên vực của ta bị phật tử đông thiên vực đả thương căn cơ trong một lần luận bàn cho nên hắn không thể đảm nhiệm chức trách phật tử bần ni cho rằng Lăng huynh thiên tư chắc tuyệt, lại có duyên với Phật, cho nên ta tới đây độ hóa Lăng huynh." Lăng Hàn bật cười, "Ta có duyên với Phật lúc nào? Người được đa gia Phật xem trọng sao lại không có duyên với Phật?" Cát Tường Thiên hỏi lại, "Ách, bị nói tới việc này, Lăng Hàn không thể phản bác được. Kỳ thật đa gia chuẩn đế xem trọng hắn không phải bởi vì hắn có duyên với Phật, mà là hắn phát hiện vị diện trong cơ thể mình, hoặc hắn nhìn thấy tiên đỉnh giống viễn cổ tiên môn. Tóm lại, hắn không có chút quan hệ nào với Phật tộc." Lăng Hàn khoát tay, đừng đừng đừng, ta là tục nhân, ưa thích làm chuyện tục nhân, cũng hưởng thụ sinh hoạt của tục nhân. Cát tường thiên cười một tiếng, không sao, Phật tộc cũng có hồng trần Phật, chỉ có xuất thế mới thành Phật. Nàng nói làm Lăng Hàn không trả lời được, Lăng Hàn nói, ta không có hứng thú gia nhập Phật tộc, ngươi ra mặt dày như vậy, ta cũng không giảng đạo lý với ngươi. Các tường thiên hoàn toàn không ngại, Bần Ni không muốn lập tức độ hóa Lăng Huynh, Bần Ni cho rằng đây là đại công đức, Bần Ni sẽ kiên trì bền bỉ. Vậy ngươi cứ nỗ lực đi." Lăng Hàn phất tay, hắn mới không làm hòa thượng. Các Tường Thiên có ra mặt thật dày, lại không nhìn thấy Lăng Hàn muốn đuổi khách, nàng giảng giải Phật pháp cho Lăng Hàn nghe, muốn độ hóa người phàm trần. Lăng Hàn nghe đến mức buồn ngủ, hắn không ác cảm với Phật tộc nhưng cũng không có hảo cảm. Thế lực đế cấp vì đoạt tín ngưỡng đã quét ngang tinh không, không ít hoàng triều bị ép buộc phải tín ngưỡng Phật tộc, một khi cần sẽ biến thành chiến sĩ của Phật tộc. Ám ảnh hoàng triều là như thế, còn có Thanh Long hoàng triều hiện tại đã bị quét ngang hắn không chịu được nên trực tiếp chạy trốn người muốn nói bao nhiêu thì nói ta đi còn không được sao lang hàn mới vừa ra cửa lớn liền nghe một người quát chỉ thấy một tên cẩm y người trẻ tuổi đi nhanh tới ta muốn khiêu chiến ngươi lang hàn thở dài hắn đánh bại một tiểu nhân vật của tây thiên vực đáng giá bọn họ để mắt tới hắn xem hắn thành đá đặt chân thành danh như vậy sao không đếm xỉa tới ngươi hắn xuất trường tấn công đến hay lắm Người tuổi trẻ kia lập tức xuất trưởng đón đỡ, vừa mới tiếp xúc hắn đã lui về phía sau. Hắn muốn cưỡng ép ổn định thân hình, đáng tiếc hắn không làm được, sau khi lui hơn 10 bước mới đặt mông ngồi xuống đất, xoẹt, quần vỡ ra, cái mông lộ ra ngoài. Đương nhiên là Lăng Hàn cố ý, ai bảo ngươi chạy tới chúc lấy cực khổ. Còn tốt, sau khi Lăng Hàn đi dạo trở về đã không gặp Cát Tường Thiên. Nhưng việc này cũng làm Lăng Hàn buồn giàu, bởi vì Cát Tường Thiên muốn kiên trì độ hóa hắn. Phiên phức của Lăng Hàn vừa mới bắt đầu, không phải lần tuyển đệ tử này có nhiều mãnh nhân hay sao phần lớn đều nhìn chằm chằm vào hắn mỗi ngày đều có người khiêu chiến lăng hàn cho dù nhìn thấy từng người thảm bại những người còn lại làm như không thấy mỗi ngày đều diễn ra tiết mục giống nhau Lang hàn đã mất kiên nhẫn hắn dứt khoát tập trung tất cả người khiêu chiến lại một chỗ sau đó hắn một đánh một đám hắn có tiên đỉnh duy nhất rất châu bò đối phó quần công rất nhẹ nhàng dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ kể từ đó không ai khiêu chiến hắn muốn dựa vào khiêu chiến Lăng Hàn nhất chiến thành danh, người cứ nằm mơ đi. Lăng Hàn cũng được thanh tịnh một chút, nhưng các tường thiên tới tìm hắn mỗi ngày, cho dù hắn không quan tâm thánh nữ Phật tộc vẫn ở ngoài động phủ niệm Phật, muốn tiêu hao kiên nhẫn của Lăng Hàn. Nàng đã bước vào sinh đan, hơn nữa còn là thánh nữ Phật tộc, đương nhiên không có khả năng gia nhập cửu dương thánh địa, nhưng chính bởi vì nàng đến từ đế tộc, muốn quấy giày cửu dương thánh địa mấy ngày, người thánh địa sẽ đổi nàng đi sao? Bởi vậy, phiền toái này cần dựa vào Lăng Hàn tự giải quyết. Thời gian một tháng trôi qua, đột nhiên cửu dương thánh địa nghênh đón một đám khách nhân đặc thù. Lần này là cực xương tôn giả, còn có mấy tên tiểu bối chú đỉnh. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là khiêu chiến lăng hàn, thắng lại vinh quang của Tây Thiên Vực. Thua ai cũng không thể thua Bắc Thiên Vực, việc này chính là hổ thẹn của Tây Thiên Vực, bọn họ làm sao ngẩng đầu lên nổi trước võ giả Đông Thiên Vực, Nam Thiên Vực. Tây Thiên Vực khí thế hùng hổ tới thăm, cửu dương thánh địa không thể không tiếp chiêu, hơn nữa việc này không chỉ là việc của cửu dương thánh địa, mà là dính đến toàn bộ bắc thiên vực. Lần này cực xương tôn giả mang ba người tới, theo thứ tự là Uông Hoa Tàng, Ninh Hưng Phát và Mã Tự Minh. Trong đó, Uông Hoa Tàng và Ninh Hưng Phát chính là siêu cấp thiên tài đứng đầu tây thiên vực, Mã Tự Minh là siêu cấp thiên tài mới quật khởi gần đây, chiến lực không kém gì hai người Uông Hoa Tàng, nếu không hắn không cần tới đây. Tây thiên vực phái bốn người tới đây, nhưng cửu dương thánh địa lại như lâm đại địch, cũng không phải sợ bốn người này, bởi vì Lăng Hàn ứng chiến thắng bại thế nào đều dính tới mặt mũi của Bắc Thiên Vực. Trận luận bàn bắt đầu vào 3 ngày sau, sau đó cách mỗi 3 ngày sẽ có người khiêu chiến Lăng Hàn, đương nhiên, nếu Lăng Hàn bại ngay trận đầu, như vậy không cần phải tiến hành trận thứ hai và thứ ba. Tin tức truyền ra, chẳng những đệ tử cửu dương thánh địa hưng phấn, toàn bộ Bắc Thiên Vực đều quan sát việc này. Thật vất vả mới thắng Tây Thiên Vực một lần, tuyệt đối không thể thua trở lại. Trên tinh võng có người hò hét trợ uy giúp Lăng Hàn, đương nhiên, đây đều là võ giả Bắc Thiên Vực, sau đó võ giả Tây Thiên Vực triển khia thế công nói Lăng Hàn thắng nghe Văn Bách chỉ là may mắn mà thôi. Hiện tại đám người uông hoa tàng tới đây, đại biểu thực lực chân chính của chú đỉnh Bắc Thiên Vực, Lăng Hàn sẽ không thắng nổi trận đầu. Hai bên khẩu chiến với nhau, đều là ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi. Hiển nhiên, ba trận luận bàn chưa bắt đầu, khẩu chiến đã không dừng lại. Người của Đông, Nam Hai Thiên Vực cũng gia nhập vào trận khẩu chiến này, bọn họ đều giúp Tây Thiên Vực, cho rằng Bắc Thiên vực suy yếu lâu ngày nhiều năm, làm sao có thể bộc phát. Thành thành thật thật làm lão tứ vạn năm đi. Chương 4407, thất bại thảm hại. Trong ánh mắt chờ mong của nhiều người, trận luận bàn đầu tiên giữa Lăng Hàn và thiên tài chú đỉnh Tây Thiên vực bắt đầu. Trận đấu tiến hành trong Cửu Dương Thánh địa, có tôn giả tọa chấn, tự nhiên không có ai dám đùa giỡn thủ đoạn. Quá nhiều người xem cuộc chiến đều mở liên tiếp khí quan sát trực tiếp, truyền hình ảnh thời gian thật lên tinh võng cho dù chỉ cần ở góc nào của tinh không, chỉ cần có tinh võng, có liên tiếp khí đều có thể quan sát. Lăng Hàn, sắp đánh nhau, nhanh lên, hổ nữ thúc giục, nàng là bạo lực cuồng, nàng rất thích đánh nhau. Lăng Hàn đang uống trà, hắn không cảm thấy sốt ruột. Đúng thế, hắn thắng trận đấu này cũng không đạt được lợi ích gì. Trước đó có nguyên thần dịch làm ban thưởng, khi đó hắn mới ra mặt, hắn chỉ muốn vớt chỗ tốt cho mình, lần này là vì thanh danh của Bắc Thiên Vực, mặc dù hắn sẽ đứng ra đánh một trận nhưng tính tích cực giảm bớt rất nhiều. Cho bọn chúng chờ lâu một hồi thì thế nào? Nữ hoàng rất cao ngạo, dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người trên đời này đều phải vây quanh nàng và lăng hàn, làm gì có đạo lý bọn họ phải vội vàng chứ? Bích tiêu công chúa ở bên cạnh quan sát, nàng chỉ mỉm cười, cho dù nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ có ngày lăng hàn trở thành tới độ cao như thế này, trở thành chú đỉnh mạnh nhất tại một thiên vực, thậm chí là toàn bộ tinh không. Về sau, Hắn cũng sẽ trở thành sinh đan mạnh nhất, chân ngã mạnh nhất, chân quân mạnh nhất, hắn sẽ đi tới võ đạo đỉnh phong. Lăng Hàn uống cạn chén trà, lúc này hắn mới đứng lên và đi ra ngoài. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, thời điểm hắn đi tới nơi luận võ, hiện trường phát ra tiếng gào to kinh thiên động địa. Vào lúc này, hắn còn trọng yếu hơn cả Tôn Giả. Bởi vì bất cứ tên Tôn Giả nào cũng không thể cứu được danh dự của Bắc Thiên vực, mà Lăng Hàn lại có thể. Lăng Hàn mỉm cười với mọi người, sau đó đi ra khỏi đám người, hắn tiến vào khu vực trống rất rộng, đó là nơi hắn luận bàn với người Tây Thiên Vực. Tới đi, ai đánh với ta một trận? Lăng Hàn hỏi, ngươi cũng chỉ có thể đánh với ta một trận. Ninh Hưng phát đi ra, hắn có dáng người cao gầy, tóc đen thẳng dài đến eo, nếu nhìn từ phía sau, có lẽ ngươi sẽ nghĩ hắn là nữ tử. Bởi vì ngươi sẽ thất bại vào ngày hôm nay, không còn chiến đấu ba ngày sau. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, lắc đầu, so với Nghê Văn Bách, ngươi chẳng mạnh hơn chút nào như vậy đi, ba người các ngươi cùng tiến lên, có thể đỡ được 10 chiêu của ta thì các ngươi thắng. Đây là lời lẽ miệt thị cỡ nào, Ninh Hưng phát thức sùi bọt mép, chiến ý bốc cháy hừng hực, tóc đen biến thành màu đỏ thấm, hắn từ người ôn tồn lễ độ biến thành kẻ hung ác, hắn phát ra khí thức vô cùng kinh khủng, chú đỉnh, trúc cơ bốn phía sợ hãi, bọn họ không thể sinh ra chiến ý. Hắn quát một tiếng, lúc này lao tới tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không tránh không né, chờ đối phương tới gần, hắn vươn tay ra, hắn dễ dàng bóp cổ của Ninh Hưng Phát. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, mặc dù mọi người đã sớm biết Lăng Hàn cường đại, hiện tại chỉ vươn tay là bóp cổ chú đỉnh đứng thứ hai của Tây Thiên Vực, tất cả mọi người có cảm giác như đang nằm mơ. Cùng là chú đỉnh, tại sao lại có tranh lệch lớn như thế? Gia hỏa này tu luyện thế nào? Cảnh này cũng được trực tiếp lên tinh võng, từ đó nhấc lên sóng to gió lớn. Hóa, Ninh Hưng Phát là chú đỉnh bài danh thứ 9 trên tinh võng, hắn không tiếp nổi một chiêu của lăng hàn cho dù chu thừa vận là chú đỉnh đệ nhất trong chú đỉnh hiện tại cũng không làm được đệ nhất thiên tài nam thiên vực có thể tiếp mấy chiêu của lăng hàn nghe nói hắn là hợp đỉnh nên mới có chiến lược mạnh như vậy ha ha xem ra lần này tây thiên vực sẽ tự rước lấy nhục lại rước thêm phiền phức đừng nói tây thiên vực cho dù là đông thiên vực nam thiên vực xuất thủ trong cấp độ chú đỉnh còn ai là đối thủ của lăng hàn hay sao trừ khi là mấy gia hỏa thần bí kia thủy nhất Vạn đảo, phá thiên, tinh không đệ nhất nhân, Lăng Hàn tiện tay ném một cái, hắn ném Ninh Hưng phát ra ngoài, sau đó nhìn về phía Cực Xương Tôn giả. "Tiền bối, bảo hai người kia cùng lên đi, cũng tốt tiết kiệm chút thời gian của ta." Cực Xương Tôn giả im lặng, kỳ thật hắn không muốn đi chuyến này, sau lần trước hắn quay về và kể lại mọi chuyện, toàn bộ Tây Thiên vực đều bạo phát, bọn họ bại trong tay Bắc Thiên vực. "Nói đùa cái gì, cho dù thua một trận cũng không được, đây là việc vô cùng nhục nhã." Bởi vậy bọn họ xuất động hai người mạnh nhất trong chú đỉnh, tăng thêm siêu cấp thiên tài mới xuất hiện là Mã Tự Minh, bọn họ muốn đòi lại mặt mũi. Cực xương tôn giả rất rõ ràng, lúc ấy Lăng Hàn dùng một chiêu đánh bại Nghê Văn Bách, cho dù phái uông hoa tàng, Ninh Hưng phát thì thế nào, cũng thất bại mà thôi. Quả nhiên, tranh lệch quá xa, hắn bất phất tay, nói, hoa tàng, tự minh, các người cùng tiến lên, uông hoa tàng cùng mã tự minh nghiêm túc, ở Tây Thiên Vực, chỉ có chú đỉnh khác liên thủ chiến đấu với bọn họ, Bọn họ cần liên thủ đấu người nào khác hay sao? Vấn đề là, cho dù là bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc chiến thắng. Tại sao đối thủ mạnh như vậy? Cho dù bọn họ không có nắm chắc cũng phải tiến lên đánh một trận, nếu không có dũng khí chiến đấu, bọn họ còn không biết xấu hổ tự nhận là võ giả hay không? Hai người cùng tiến lên, sau đó lao về phía Lăng Hàn. Giết, hai người cùng nhau ra tay. Lăng Hàn lắc đầu, cho dù là đệ nhất nhân Tây Thiên vực cũng chỉ như thế, miến cưỡng chạm tới chiến lực sinh đan nhất Trọng Thiên. Hắn xuất quyền cực nhanh, xoát, xoát, chỉ trong nháy mắt có hai người bay ngược về phía sau, đó là Uông Hoa Tàng cùng Mã Tự Hoa. Hoàn toàn không địch lại, sau khi im lặng ngắn ngủi, toàn trường sôi trào, tất cả đều hô to tên Lăng Hàn. Nếu như nói, lúc trước chỉ có người Bắc Thiên Vực gọi Lăng Hàn là chú đỉnh đệ nhất nhân, hiện tại danh xương này đã như ván đóng thuyền, cho dù là Đông Thiên Vực, Nam Thiên Vực cũng phải thừa nhận. Trước đó Bắc Thiên Vực bị áp chế bao nhiêu năm, nhìn chú đỉnh cảnh xem phòng kế hành bài danh cao nhất chỉ đứng thứ 12, còn không thể tiến vào trước top 10, hiện tại xuất hiện một người đứng thứ nhất, hơn nữa còn là thứ nhất không tranh cãi, việc này làm người ta hưng phấn cỡ nào. Cực xương tôn giả lắc đầu, kết quả này nằm trong dự kiến của hắn, cho dù những lão ngoan cố Tây Thiên vực không tin, hiện tại có tinh võng trực tiếp, làm cho cả thế giới đều nhìn thấy Tây Thiên vực bị đánh bại. Đi, hắn phất tay mang theo ba người uông hoa tàng xé mở hư không rời đi. Tây Thiên vực không thể báo thù, dùng kết quả thất bại mà kết thúc, bọn họ không cần phải chiến đấu lần nào nữa. Lăng Hàn nhún vai, hắn quay người rời đi, hắn quyết định đặt thời gian vào tìm hiểu tiên thuật như liệt dương hàng ma côn, thập bát la hắn thủ, hắn vẫn chưa nắm giữ tinh túy, không gian tăng lên rất lớn, hắn còn ngại thời gian không đủ dùng. Hiện tại mới qua vài ngày, lại có một đoàn người đi tới cửu dương thánh địa. chương 4408, Đế Tử, Lăng Hàn, thiếu chủ nhà ta triệu kiến ngươi, một tên nam tử áo tím chạy đến động phủ của Lăng Hàn, sau đó nói ra câu này lăng hàn sướng sờ tình huống như thế nào đây là cửu dương thánh địa thiếu chủ nhà ngươi là thứ gì lăng hàn cười nói lớn mật nam tử áo tím giận tím mặt hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn hắn là sinh đan hậu kỳ hắn dùng toàn lực xuất trưởng tấn công chứ không có cố kỵ lăng hàn cao mày hắn nghiêng người tránh né nam tử áo tím không tiếp tục tấn công hắn cao ngạo thu trưởng và nói thiếu chủ nhà ta chính là hậu duệ của hỏa vân tổ vương đế tử lâm lãng đế tử lăng hàn tâm niệm vừa động nói tốt ta sẽ đi gặp đế tử của ngươi hắn hiếu kỳ một tên đế tử tới tìm hắn làm gì hơn nữa bây giờ còn có đế tử chân chính sao cũng không biết là con cháu bao nhiêu đời của đại đế nam tử áo tím cho rằng lăng hàn đã e ngại hắn càng cao ngạo hơn trước thời thế hiện nay thế lực mạnh nhất chính là đế tộc chỉ cần báo ra thân phận đế tộc người nhìn cửu dương thánh địa cũng chỉ có thể nghênh đón bọn họ đi vào hắn dẫn đường phía trước hắn nhanh chóng dẫn Lăng Hàn đi tới một đình nghỉ mát, trong đình có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, sau lưng hắn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Nữ xinh đẹp như hoa, tu vi sinh đan cảnh, một thân áo đỏ nhưng khoanh tay đứng hầu, có vẻ là tỷ nữ. Nam, Lâm Thất, chờ chút, Lâm Thất, Lâm Lãng, a à, bọn họ là người một nhà, nhưng Lâm Thất xuất thân bàng chi, hắn chỉ có một tia huyết mạch nên không được xưng là đế tử. Đối phương ra mặt thay Lâm Thất sao? Lăng Hàn nhìn người áo trắng đang ngồi kia, đó là nam tử dáng người thon gầy, hắn khoảng 23-24 tuổi, phong thần tuấn lãng và tỏa ra khí chất bất phàm. Đây chính là đế tử lâm lãng sao, a à, nhìn không ra cảnh giới. Lăng Hàn kinh ngạc, người áo trắng như bị sương mù bao phủ, cho nên khó nhìn ra tu vi của hắn, càng có phần thần bí. Nhưng, Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này chính là chú đỉnh, hơn nữa chỉ có một cái tiên đỉnh. Là nhân đỉnh, hay là hợp đỉnh, Lăng Hàn càng có khuynh hướng cái sau, nếu không nhân đỉnh chạy tới đây thì có ý nghĩa gì bẩm thiếu chủ lăng hàn đã tới nam tử áo tím cung kính nói với người trẻ tuổi áo trắng người trẻ tuổi mặc áo trắng chính là lâm lãng hắn gật đầu đôi mắt không nhìn lên hắn chỉ cúi đầu nhìn ngọc bội kiêu ngạo thật lớn kiêu ngạo thật lớn còn không quỳ xuống lâm thất quát lớn a à, lăng hàn kinh ngạc tại sao bắt hắn quỳ hắn không khỏi bật cười lâm thất người muốn bị đánh hay sao lâm thất đỏ mặt Lúc trước hắn thiêu đốt đế huyết cũng không thể đánh thắng Lăng Hàn, hiện tại đế huyết chưa khôi phục, hắn làm sao là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng người trước mặt tới từ chủ gia, hắn có thể làm yếu uy phong đế tộc hay sao? Lăng Hàn, người cần phải biết rằng người trước mặt ngươi là ai? Hắn lạnh lùng nói ra, một gia hỏa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta đáp ứng lời mời đến đây, làm chủ nhân lại không nhìn thẳng khách mời, ha ha, là ai nuông chiều tính xấu của hắn? lớn mật, nam tử áo tím và nữ tử áo đỏ giận tím mặt. Lâm lãng ngẩng đầu lên, hắn đưa tay ấn xuống, nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ đứng nghiêm tại chỗ, ngoan đến mức không tưởng tượng nổi. Nghe nói người đánh bại mấy tiểu lâu la tây thiên vực nên được gọi là chú đỉnh đệ nhất nhân, ha ha, thật sự là trò cười. Hắn nhìn lăng hàn, lắc đầu, hắn làm ra dáng vẻ thương hại giống như cười nhạo lăng hàn ếch ngồi đáy giếng. Ngươi muốn nói, kỳ thật ngươi mới là chú đỉnh mạnh nhất. Lăng Hàn hỏi, ha ha, Ta có phải chú đỉnh mạnh nhất hay không cứ đặt sang một bên, nhưng tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Lâm lãng nói, bao nhiêu đế tử đế nữ đều không xuất thế, bằng không làm gì tới phiên ngươi xương hùng. Lăng hàn suy nhiên, thời điểm ta xuất chiến vì Bắc Thiên Vực, ngươi đang hưởng phúc ở nơi nào. Hiện tại ta thắng người Tây Thiên Vực, ngươi lại chạy tới nói với ta, ta không là chú đỉnh đệ nhất nhân. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi có phải tiện nhân hay không? Nói ra câu này, nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ biến sắc mặc dù lâm thất tức giận nhưng hắn lại cười lạnh. đắc tội lâm lãng, lăng hàn xong đời rồi. ngược lại lâm lãng không có tức giận. hắn lắc đầu. dù sao xuất sinh thô bỉ, không có giáo dưỡng. thiếu chủ, để cho ta tới phế hắn đi. nam tử áo tím chờ lệnh. đúng là bá đạo. nơi này chính là cửu dương thánh địa. hơn nữa lăng hàn còn là đệ tử được xem trọng nhất. hiện tại một tên sinh đan cảnh dám mở miệng nói phế thì phế. đế tộc, con mắt mọc trên đầu hay sao? lâm lãng cười nhạt một tiếng ta muốn đích thân xuất thủ." Thiếu chủ, nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ đồng thời kêu lên. "Thân phận của ngài cao cỡ nào, tiểu tử này xứng để ngài xuất thủ hay sao?" Lâm Lãng khoát khoát tay, "Ha ha, tiểu tử này lại dám tự xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân, bản thiếu sẽ cho hắn biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng." Nghe Lâm Lãng nói như vậy, hai người nam tử áo tím không khuyên nữa. Bọn họ lại cao ngạo, bởi vì Lăng Hàn thất bại Lâm Lãng đứng lên, hắn chắp hai tay sau lưng và tới gần Lăng Hàn. Hiện tại mới thắng vài A Miêu A Cẩu đã dám tự xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân, đúng là quá buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không biết thế gian này thuộc về đế tộc? Lăng Hàn lắc đầu, đế tộc xây dựng thực lực bằng miệng sao? Ha ha, người đúng là quá cuồng. Lâm Lãng cười lạnh, gương mặt hắn biến thành âm trầm. Bình dân đê tiện thật đáng ghét. Oanh, hắn phóng thích khí tức và uy thế ngập trời như từng cơn sóng liên tiếp đúng là rất mạnh lăng hàn âm thầm gật đầu nói thật ra lâm lãng còn mạnh hơn thiêu kiên tây thiên vực như uông hoa tàng mã tự minh rất nhiều thậm chí vượt qua bọn họ liên thủ khó trách dám đơn đấu với mình khi kết nối trực tiếp với tinh võng nhưng lăng hàn lúc ấy không vận dụng bao nhiêu thực lực nhiều lắm chỉ phát huy ra thực lực sinh đan nhị trọng thiên tam trọng thiên mà thôi nhìn ngươi có chút thiên phú về sau cứ đi theo làm con chó của bản thiếu lâm lãng cao ngạo nói ra còn không mau cảm ơn thiếu chủ bên cạnh nam tử áo tím quát lớn, Lăng Hàn lắc đầu, tại sao còn có người cảm thấy làm chó là vinh quang? Ha ha, làm chó cho đế tộc là vinh quang lớn nhất của ngươi. Lâm Lãng nói ra, sau đó hắn xoát quyền tấn công Lăng Hàn. Oanh, lực lượng ngưng tụ, hòa thành một cái chừng to bằng đầu người màu xanh thiết quyền, có từng đạo thần văn dày đặc, còn có vô số ký hiệu tô điểm. Quyền kinh đánh tới, Lăng Hàn chỉ là tùy ý trong nháy mắt, ba, một đạo lực lượng đánh qua, cái này nắm đấm màu xanh lập tức vỡ vụn một lần nữa hóa thành năng lượng thiên. Liên chút thực lực ấy, Lăng Hàn kinh ngạc nói, lâm lãng lộ ra sắc mặt giận dữ, cái này đê tiện bình dân lại dám xem thường hắn. Muốn chết, hắn lại vung một quyền, lần này, quyền kình đúng là hóa thành một đầu thanh long. chương 4409, đế tử lại như thế nào? Chân long, thần hoàng, kỳ lân đều là thần thú thời đại thượng cổ, có thể nói chúng là tổ vương đời thứ nhất, sinh ra từ khi thiên địa sơ khai, nhưng từ khi bọn chúng hóa đạo, thế gian đã không còn thần thú, tất cả đều trở thành đồ đăng. Nhưng chỉ cần động tới thần thú một chút, đó chính là danh từ mang ý nghĩa cường đại. Lâm lãng đấm ra một quyền hóa thành thanh long, mặc dù chỉ là mô phỏng nhưng cũng nói rõ sự cường đại của nó. Nhìn thấy uy lực của một quyền này, nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ rất cao ngạo, đây chính là thiếu chủ của bọn họ, thiên kiêu đế tộc. Lâm thất ộ ra vẻ ghen ghét, hắn tự nhận thiên phú không kém hơn lâm lãng bao nhiêu, bởi vì hắn xuất thân chi mạch cho nên không được truyền thụ đế thuật, cũng không cách nào đạt được đế binh trợ giúp tiến hành hợp đình. Bằng không, hắn cũng có thể cao ngạo đứng trước mặt lăng hàn, có thể dùng một quyền quật ngã hắn. Oanh, thanh long đánh tới mang theo uy thế khó hình dung. Lăng hàn đánh giá chiến lực, lực lượng của lâm lãng, đối phương đạt đến sinh đan nhất trọng thiên, chưa chạm tới chiến lực nhị trọng thiên, có lẽ đối phương là cửu đỉnh hợp nhất, hơn nữa phẩm chất tiên đỉnh cũng rất cao, sẽ không thua lưu ly li đỉnh chín màu, nếu không cho dù hợp đỉnh, lực lượng cũng không có khả năng cường đại như thế. Một kích diễn hóa ra thanh long có thể là thánh thuật, cũng đẩy uy lực một quyền này lên tam trọng thiên. Chiến lực như vậy là rất mạnh, đủ để áp chế sinh đan trung kỳ tầm thường, nhưng trước mặt lang hàn, chiến lực như thế không đủ nhìn. Lang hàn xuất ra một chỉ đánh vào đầu của thanh long, lực lượng hùng hậu bộc phát và đánh vỡ thanh long. Cái gì, thấy cảnh này, lâm lãng cảm thấy khó tin, lâm thất cũng há to miệng, nam tử áo tím và nữ tử áo đỏ có vẻ mặt như táo bón lâm thất đã nhìn thấy lăng hàn đánh bại lục kỳ đây chính là thiên kiêu sinh đan cảnh đủ để chứng minh lăng hàn có thể địch nổi sinh đan sơ kỳ thậm chí còn mạnh hơn nhưng lâm lãng là ai đế tử cho nên hắn tin tưởng lâm lãng mạnh hơn lục kỳ lăng hàn không thể địch nổi nhưng lần giao thủ này hắn mới biết chính mình sai thì ra lăng hàn cường đại không thua gì đế tử lâm lãng nhíu mày nói ta xem thường ngươi lăng hàn cười nói ta lại không xem thường ai cả lâm lãng cảm thấy tức giận hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn nói người có thể ngăn cản một kích của ta không có nghĩa người địch lại ta một kích sao lăng hàn từ tốn nói khốn kiếp lâm lãng siết chặt nắm đấm sắc mặt của hắn rất khó coi hắn thét dài một tiếng và sau đó lao lên giết lăng hàn hắn dùng thủ đoạn từ xa công kích hắn vốn muốn lăng hàn biết cái gì mới gọi là cường đại nếu hiện tại hắn không lấy ra thực lực chân chính hắn không thể đánh bại lăng hàn oanh 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 hắn liên tục công kích thế công lăng lệ ác liệt và mang xu thế lôi đỉnh vạn quân chấn áp lăng hàn lăng hàn gặp chiêu phá chiêu không thèm để ý tới công kích của đối phương không phải hắn xem thường anh hùng thiên hạ hắn nói trong lòng người xem một lâm lãng tự nhiên xuất hiện cũng là thiên tài cửu đỉnh hợp nhất như vậy có siêu cấp thiên tài thập đỉnh hợp nhất hay không nếu như lâm lãng biết ý nghĩ của hắn khẳng định sẽ phi thường buồn bực bởi vì toàn bộ tinh không có bao nhiêu đế tộc chỉ có truyền nhân trọng yếu trong đế tộc mới có tư cách hợp đỉnh số lượng ít đến thương cảm. Giết, 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 lâm lãng quát lớn, sợi tóc của hắn bay bay, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa năng lượng kinh người, nếu như một sợi tóc bay ra cũng có thể trấn áp thiên kiêu cửu đình. Lăng Hàn chỉ thủ không công, hắn muốn nhìn thấy đế thuật chân chính. Lại đánh mấy chục chiêu, gương mặt lâm lãng tái nhợt. Lúc trước hắn bày ra tư thế quá cao, hắn không thèm quan tâm tới Lăng Hàn, giống như hắn chỉ tùy tiện đánh hai ba chiêu là có thể giải quyết Lăng Hàn, kết quả thì sao? đã đánh lâu như vậy, hai người vẫn ngang tay, mất mặt, kiếm đến, hắn quát một tiếng, nguy tâm của hắn vỡ ra, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện. Đây là hàng nhái đế binh bích thủy kiếm của lâm gia, phàm là truyền nhân trọng yếu đều có những cảnh giới khác nhau, thân phận khác nhau, nắm giữ bích thủy kiếm uy năng khác nhau. Chém, hắn cầm kiếm chém vào người lăng hàn, ông, kiếm khí tỏa sáng trói mắt, lăng hàn siết chặt nắm đấm, màn sáng tinh thần xuất hiện ngăn cản lợi kiếm. Mặc dù tiên đỉnh duy nhất có thể hấp thu lực lượng, nhưng nó không có hiệu quả bảo vệ khi bị lợi khí cắt chém, bởi vậy, muốn trọi cứng với lợi khí, màn sáng tinh thần là tốt nhất. Bang, 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 nắm đấm đánh vào mũi kiếm, từng tia sáng bộc phát. Lâm lãng hoảng sợ phát hiện, cho dù hắn sử dụng pháp khí cũng không thể áp chế lăng hàn. Phải biết, đây chính là hàng nhái đế binh, có một chút đế uy, có thể nói là không có gì không chém. Nhưng bây giờ lại không thể đả thương nắm đấm của lăng hàn, không thể làm đối phương bị thương, tại sao lại như vậy? Tiểu tử rất tốt, hắn quát một tiếng, cũng thu hồi một tia khinh thường trong lòng. Người này có thể chống lại hắn, thiên vương bát pháp, hắn thu kiếm, sau đó hai tay hóa thành chảo và bày ra tư thế rất kỳ lạ. Đế thuật, lang Hàn cảm thấy tâm thần rung động, sau đó nội tâm sinh ra cảm giác nguy hiểm, đây là đế thuật chân chính. Oanh, lâm lãng tấn công như thanh long dơ vuốt, lại giống như thần hoàng săn dao, khí thế vô cùng kinh khủng. Đế thuật, đại đế sáng tạo tự nhiên đại khí bàng bạc rốt cuộc lăng hàn cũng động thủ thật sự hắn sử dụng đại la thiên bảo thuật ninh đón bành hai người va chạm một chiêu một bóng người bay ra ngoài là lâm lãng cho dù hắn vận dụng đế thuật chiến lực tăng lên tứ trọng thiên cũng không bằng lăng hàn hắn vẫn yếu hơn một ít cái gì lâm lãng không thể tiếp nhận được hắn đường đường là đế tử còn cao quý hơn đạo tử gấp trăm lần hiện tại không địch lại bình dân đê tiện hắn làm sao chịu nổi à, hắn đỏ mặt, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ. Hắn đang thiêu đốt đế huyết, cho dù hắn là đế tử, huyết mạch của hắn rất thuần khiết, cho dù hắn không phải đệ nhất đế tử nhưng khi thiêu đốt huyết khí, lực lượng còn mạnh hơn lâm thất gấp trăm lần. Đây là lá bài tẩy của hắn, không tới thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối không sử dụng lá bài tẩy của mình, nhưng bây giờ một tên đế tử không địch lại sâu kiến bình thường, tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề. Tự tôn của đế tộc không cho phép hắn thất bại, cho nên, hắn không tiếc trả giá lớn cũng phải thắng lăng hàn. Thiêu đốt đế huyết, hiệu quả sẽ xuất hiện nhanh chóng, thân thể của hắn bành trướng và biến thành một cự nhân cao mười trượng, toàn thân tỏa ra đế uy ngập trời. Trước mặt đế tộc, tất cả đều là sâu kiến, lâm lãng hét lớn một tiếng, sau đó hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn, lực lượng hùng hậu bộc phát và kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, đại đế không phải cũng là người bình thường hay sao, ngược lại, đế tộc xuất hiện đại đế thứ hai chưa? hắn nói xong liền nhảy lên tấn công lâm lãng. chương 4410, đánh đế tử. Đế tộc rất châu bò, bọn họ có đế binh tỏa chấn, nội tình thâm hậu, thậm chí chưa bao giờ thiếu hụt thánh nhân. Nhưng lại có một hiện tượng kỳ lạ, đó chính là đế tộc không cách nào xuất hiện tổ vương, giống như khí vận của gia tộc hoặc tông môn đã bị tổ vương dùng hết, hậu nhân sẽ bị thiên địa ghét bỏ, cho dù cố gắng thế nào cũng thiếu hụt một ít. Thành đế không chỉ cần thiên phú, cố gắng và thực lực, vận khí là thứ không thể thiếu. Cho nên, có rất nhiều đại đế đều là người bình thường. Nghe Lăng Hàn nói như vậy, Lâm Lãng đầu tiên là im lặng, sau đó hừ một tiếng. Người thật mặt dày, dám tự so sánh với đại đế. Oanh, hắn xuất trưởng che khuất bầu trời. Lăng Hàn nhảy lên ngăn cản, nắm đấm va chạm với trường ấn khổng lồ, ngay sau đó ký hiệu bộc phát và nổ tung. Nhưng sau khi thiêu đốt đế huyết, Lâm Lãng thật sự quá cường đại, chiến lược tăng lên cửu trọng thiên, gần như có thể diệt sát chín thành chín sinh đan cảnh. Lăng Hàn bị đánh rơi xuống đất, Âm, trường ấn đánh vào mặt đất, cho bụi bay đầy trời. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí, nam tử áo tím và nữ tử áo đỏ cùng hoan hô, trên mặt mang theo kính sợ, cho dù bọn họ đều là sinh đan cảnh, nếu bọn họ đối mặt với một kích này, chỉ sợ bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Cho nên, Lăng Hàn chỉ là chú đỉnh cảnh, hắn chết chắc. Lâm lãng thu trưởng, hắn nhìn cho bụi đầy trời, hắn nhìn thấy một thanh niên đứng thẳng như trường thương trong cho bụi. Cái gì, nam tử áo tím và nữ tử áo đỏ ngạc nhiên, bọn họ không dám tin vào mắt mình, lâm thất cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu, hắn đang ngạc nhiên và kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Lâm lãng cao mày, lực lượng của đối phương yếu hơn hắn mấy trọng thiên, theo lý mà nói, nếu mình đánh ra một trường, đối phương khẳng định sẽ thịt nát xương tan, tại sao lại không có việc gì? Thiêu đốt đế huyết đúng là rất mạnh, lăng hàn gật đầu, hắn bình luận, lực lượng ban đầu của lâm lãng có thể đạt tới nhất trọng thiên, sau khi thiêu đốt đế huyết, lực lượng tăng thêm bát trọng thiên, lại thi triển tiên thuật cấp tôn giả, chiến lực đã tăng lên cửu trọng thiên. Chỉ có thể nói, chân huyết của tổ vương quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi trạng thái bình thường, cho dù đã sớm hóa đạo nhưng bị huyết mạch ảnh hưởng vẫn giúp hậu đại bạo phát lực lượng to lớn. Lăng Hàn cảm thán, lâm lãng lại sắp điên, hắn thiêu đốt đế huyết lại không thắng một tên bình dân đê tiện. Hô, hắn vung tay tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn không sợ, hắn vung quyền ngăn cản, âm âm âm, sau mỗi một kích mặt đất vỡ ra giống như muốn hủy diệt thánh địa nhưng trên thực tế thánh địa được nhiều đời tôn giả gia cố cho dù giáo chủ giao thủ cũng chỉ đánh nát vài tảng đá mà thôi chiến đấu như vậy lại hấp dẫn vô số người a à, đây không phải lăng hàn sao không phải chứ lại có người chiến đấu cùng dai với hắn hơn nữa còn chiếm thượng phong quái vật kia là ai thế t ta biết rồi nhìn kia lâm thất đang ở bên cạnh ta hiểu rồi đó là hậu nhân của hỏa vân tổ vương chúa đỉnh cảnh, chỉ có một người phù hợp, đó chính là Lâm Lãng. Đế tử Lâm Lãng, tất cả mọi người kinh hãi, đế tộc siêu nhiên, không bị phân chia bốn thiên vực ảnh hưởng, ví dụ như Phật tộc càng không thuộc về bốn thiên vực, bọn họ đã nhảy ra khỏi ngũ hành. Trong bài danh tinh võng, mặc dù cũng có bóng dáng đế tộc như bàng chi lâm thất, đế tử đế nữ chân chính sẽ không xuất hiện. Ví dụ như Cát tường thiên. Nàng thậm chí chỉ là thánh nữ Phật môn Bắc Thiên Vực nhưng chỉ có xếp hạng mỹ mạo của nàng, không có tư liệu về chiến lực có thể nói đến chiến lực, nàng tuyệt đối không yếu hơn phong kế hành. Không nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể kinh động đế tộc. Ai, không có biện pháp, ở trước mặt đế tộc, mặc ngươi là thiên kiêu tuyệt thế ra sao cũng phải cúi đầu. Bởi vì là đế tộc, tất cả mọi người cảm khái, mỗi người đều lắc đầu, không quản Lăng Hàn hay chu thừa vận, cái gọi là chú đỉnh đệ nhất nhân đều là không tính đế tộc, bằng không đừng nói đệ nhất, đứng trước người cũng khó khăn. Nhưng các đế tử đế nữ quá vô danh, bọn họ sẽ không kết nối tinh võng, cho nên phần lớn chỉ lưu lại cái tên, không có bao nhiêu người thấy chân dung. Oanh, 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 lâm lãng đại phát thần uy đè đánh lăng hàn, thậm chí hắn lại vận chuyển đế thuật muốn giải quyết lăng hàn. Nhưng đối mặt tiên đỉnh duy nhất của lăng hàn, trừ phi chiến lực nghiền ép lục trọng thiên trở lên, nếu không lực lượng này sẽ bị tiên đỉnh duy nhất hóa giải, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lăng hàn không phải là người bị động chịu đòn, người vận dụng tuyệt chiêu, ta không có tuyệt chiêu sao. Tiên đỉnh duy nhất, đi ra. Tâm niệm lang hàn vừa động, tiền đỉnh to lớn trong thức hải hiện ra chôn đầu hắn, ngay sau đó khí thức đáng sợ bộc phát giống như đế vương đi tuần, uy nghiêm, trang trọng làm người ta hoảng sợ. Các trúc cơ, chú đỉnh ở gần đều quỳ xuống, chỉ có sinh đan mới ngoại lệ, nhưng bọn họ lại sợ hãi giống như nhìn thấy đại đế. Oanh, khí thức tiên đỉnh sung kích, lâm lãng kêu lên đau đớn, hắn không thể không thu tay. Hắn hoảng sợ không nhỏ, chính mình thiêu đốt đế huyết, hắn giống như đại đế còn trẻ tuổi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi hai chân mềm nhũn ra như muốn quỳ xuống. Nhưng hắn là đế tử, đế huyết trong người cao cao tại thượng cỡ nào, làm sao có thể quỳ xuống. Lâm lãng cưỡng ép áp chế, nhưng đế huyết của hắn đang làm lạnh, thân thể 10 trượng biến thành 9 trượng lại từ 9 trượng biến thành 8 trượng. Qua một lúc hắn biến về nguyên hình, hắn cảm thấy ra đầu tê dại, đế huyết thiêu đốt chưa kết thúc, hắn đã bị đánh về nguyên hình, quả thực giống như đang nằm mơ. Lăng hàn nhoẻn miệng cười, tới phiên ta rồi, xèo, hắn lao ra ngoài và xuất quyền, bành đối mặt lang hàn phát huy lâm lãng không thể địch lại hắn xuất ra một quyền là bị đánh bay ra ngoài sau đó nặng nề ngã xuống đất toàn thân đầy cho bụi lang hàn xông tới hắn liên tục xuất quyền tấn công hoàn toàn không lưu tình chút nào Âm âm âm, lâm lãng bị đánh con người lại thành một khối hai tay bảo vệ yếu hại sau đó chỉ có thể mặc lang hàn oanh kích ngoá thấy cảnh này những người chung quanh líu lưỡi không phải chứ không phải vừa mới nói đế tộc là không thể chiến thắng cái gọi là chúc cơ đệ nhất nhân, chú đỉnh đệ nhất nhân đều là bài trừ đế tộc ra ngoài, hiện tại có một tên đế tộc bị đè đánh. Bọn họ có thể tin vào mắt mình hay không? Trời ạ, à, chẳng lẽ lịch sử phải sửa lại, thần thoại mới ra đời. Âm âm âm, lăng hàn đánh rất sướng tay, khốn kiếp, hắn trêu ai gẹo ai, đúng là có bệnh, cho rằng hắn là kẻ dễ khi dễ hay sao? Ta đánh chết tên vương bát đàn ngươi, chương 4411, số hổ rời đi. Lăng Hàn xuất quyền như mưa, Lâm Lãng chỉ có thể chịu đòn. Đế tử bị đánh như bao cát, ách, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn lại kinh ngạc và bội phục. Dừng tay, nam tử áo tím và nữ tử áo đỏ lấy lại tinh thần, bọn họ lao lên giết Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn biến thành hung ác, chỉ là hai tên sinh đan hậu kỳ cũng dám ngăn cản hắn. Tiên đỉnh khẽ động, tư, hỗn độn thần lôi đánh về tên nam tử áo tím, tổng cộng 10 con thần thú xuất hiện và vây công nữ tử áo đỏ. A, à, nam tử áo tím lập tức kêu thảm một tiếng, hắn phải thừa nhận chiến lực sinh đan bát trọng thiên oanh kích, hắn bị lôi đình cắt thành hai đoạn, dưới lực lượng phá hoại kinh người, thức hải của hắn bị đánh nổ, hắn không thể thiêu đốt tiên đan kéo dài tính mạng. Nữ tử áo đỏ không tốt hơn chút nào, nàng bị 10 con thần thú vây công, khó khăn lắm mới có thể tự vệ, còn muốn cứu lâm lãng. Ngoá, 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 thấy cảnh này, mỗi người muốn mắng to, bọn họ đều khiếp sợ. Hai sinh đan hậu kỳ, một người bị lăng hàn miểu sát, người còn lại bị vây khốn, bản thân lăng hàn đang đánh một tên đế tử tại sao bọn họ tận mắt nhìn thấy nhưng lại có cảm giác như đang nằm mơ tất cả mọi việc đang diễn ra sờ sờ trước mặt a a a lâm lãng gào to hắn không thể đứng dậy nổi không có đế huyết hỗ trợ hắn làm sao có thể là đối thủ của lăng hàn kém nhau quá xa đây chính là nhục nhã to lớn hắn đường đường là đế tử ngàn dặm xa xôi đến đây lúc đầu còn hất hàm sai khiến ai ngờ lại biến thành tự dước lấy nhục hắn làm sao chịu nổi mất mặt, quá mất mặt. Hơn nữa, sau khi trải qua chiến bại lần này, hắn còn có thể tiếp tục ngồi vững vị trí đế tử hay sao? Trong lâm gia có rất nhiều người đang chờ ngồi vào vị trí của hắn, chờ hắn phạm sai lầm sẽ thay thế vào. Hắn không cho bất cứ kẻ nào cơ hội, nhưng có ai ngờ lần này ra ngoài diễu võ dương oai lại lâm vào kết quả như vậy. Sau khi trở về, địa vị của hắn sẽ lắc lư. Lăng Hàn, đủ rồi. Một tên cường giả xuất hiện, chính là cửu sơn tôn giả, cũng không thể nhìn lâm lãng bị đánh chết. Kỳ thật hắn đã sớm có thể ngăn cản, nhưng lâm lãng chạy tới nơi này đắc chí, ỉ vào bối cảnh đế tộc không đặt thánh địa vào mắt, hắn có thể không giận hay sao. Cho nên, hắn nhìn lâm lãng bị đánh, chờ tới khi lâm lãng sắp bị đánh chết thì, hắn mới đứng ra khuyên can. Lăng Hàn cũng biết mình không có khả năng giết lâm lãng, bằng không, đế tử bị giết chính là đại sự lớn bằng trời, nói không chừng thánh nhân của lâm gia sẽ cầm đế binh giết tới. Đến lúc đó, nếu như cửu dương thánh địa khăng khăng không giao người, thánh nhân sử dụng đế binh có thể xóa sổ cửu dương thánh địa. Hiện tại, đế tử bị đánh là chuyện lớn, nhưng chuyện này chỉ có thể trách lâm lãng học nghệ không tinh, người xem, đánh nhau cùng cấp, người thân là đế tử còn bị đánh bại, có gì mà nói. Lăng Hàn thu tay sau đó lui sang một bên, giống như hắn không làm việc gì cả. Lâm lãng đứng lên, sắc mặt hắn xanh mét, hắn đã bị đánh mặt mũi bầm dập nên dung mạo thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong mắt bắn ra lửa. Kỳ thật không cần cửu sơn tôn giả ngăn cản, trên người hắn có thế tử phù, hơn nữa còn mang theo công năng truyền tống, chỉ cần tiếp nhận đả kích chí mạng, hắn sẽ xuất hiện cách đây trăm triệu dặm, hắn không có khả năng vẫn lạc. Đây là thứ thánh nhân lâm ra tự tay chế tạo, tự nhiên vô cùng thần diệu. Cho nên, hắn tuyệt đối không cảm kích cửu sơn tôn giả, trong lòng càng hận lang hàn. Đây là thất bại duy nhất trong chiến đấu cùng dai của hắn, mà đế tử. Phải vô địch cùng dai, hắn không địch lại, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn còn chưa đủ mạnh hắn không có tư cách làm đế tử nói cách khác hắn thất bại cũng không chỉ mất mặt càng có khả năng mất đi thân phận đế tử thù này rất lớn lang hàn bật cười làm ra vẻ mặt thâm thù đại hận như vậy làm gì là ngươi chủ động chọc ta cho nên không quản có hậu quả gì hay không đều là ngươi tự tìm câu nói tự ăn ác quả chính là nói ngươi đấy lâm lãng siết chặt nắm đấm toàn thân run rẩy cuối cùng hắn không nói một lời và quay người rời đi thiếu chủ rốt cuộc nữ tử áo đỏ cũng thoát khỏi 10 con thần thú, nàng vội vàng cầm thi thể nam tử áo tím theo sát lâm lãng rời đi. Tiểu tử, người rất không tệ, cửu sơn tôn giả đi tới, hắn rất thưởng thức lăng hàn. Thử hỏi có đệ tử nhà ai đánh bại đế tử, chỉ có cửu dương thánh địa bọn họ, lúc trước cửu dương thánh nhân là người tính tình nóng này, mặc kệ ngươi là đế tử đế nữ cũng đánh không tha, nếu không phải tu hành pháp môn quá mức cương mãnh có khả năng hắn đã thành tựu tổ vương. Cửu dương thánh nhân không lưu lại truyền thừa mạnh nhất nhưng hắn lại truyền thừa ngạo khí của mình. Đắc tội đế tộc thì như thế nào? Lúc trước cửu dương thánh nhân đánh qua không ít đế tử đế nữ, còn không phải vẫn khai sáng một phương bá nghiệp hay sao? Lăng Hàn cười ngại ngùng nói, đệ tử bị trọng thương, không biết tiền bối có thiên tài địa bảo gì ban thưởng cho đệ tử hay không? Khóe miệng cửu sơn tôn giả co giật, tiểu tử này có da mặt đủ dày, nhưng hắn lại bó tay. Hắn gật đầu, muốn sống tốt trong thế giới này phải cần da mặt dày, xấu bụng và giảo hoạt như ngươi. Lần này đến phiên lăng hàn tối mặt, khốn khiếp, hắn đang khen hay đang chửi mình. Yên tâm, chỉ cần ngươi không giết truyền nhân đế tộc, chuyện gì thánh địa cũng có thể chống đỡ thay ngươi, về sau gặp được đế tử đế nữ, cứ việc đánh đi. Cửu sơn tôn giả phất tay, hắn rất phóng khoáng, có ngươi nào giáo dục đệ tử như vậy hay không? Mọi người nghe xong đều nuốt nước bọt, được, lăng hàn lại gật đầu, giống như chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Hai kẻ điên, mọi người tản đi, chỉ có lâm thất với vẻ mặt xấu hổ, bên cạnh không có người nào. Lần này lâm lãng thảm bại, hắn khẳng định sẽ khó thoát tội, hắn sẽ bị lâm ra trách phạt, bản thân cửu dương thánh địa xem ra là hắn dẫn lâm lãng tới, hắn đều bị đệ tử thánh địa bài xích và thù địch. Kỳ thật hắn không có dẫn lâm lãng tới, hắn bị oan. Đây chỉ là việc nhỏ, lăng hàn tiếp tục tu luyện, hắn dùng thời gian chủ yếu lĩnh ngộ liệt dương hàng ma côn, hiện tại hắn cần học tiên thuật cao dai, sau khi đạt tới trình độ nhất định, hắn lại tự sáng tạo một môn tiên tới có đế thuật nào không phải đại đế tự sáng tạo nhưng nhiều lắm chỉ có thể tham khảo bộ phận chủ thể đều là đại đế lĩnh ngộ thiên địa tạo thành thánh thuật cao thâm lang hàn bế quan hai tháng chỉ phát huy ra sáu thành uy lực hắn cảm giác mình chạm vào bình cảnh chỉ dựa vào bế quan sẽ khó tăng lên sau đó hoặc là đốn ngộ hoặc là chính là huyết chiến mới có thể đột phá bí kỹ thánh cấp này hắn đẩy cửa đi ra ngoài hắn quyết định đi quanh thánh địa ban ngày hắn còn bị ma âm của các tường thiên công kích, ban đêm hắn muốn đi giải sầu. Đột nhiên hắn phát hiện có một bóng người xuất hiện, chương 4412, đồ thần thuật, hiện tại đã rất khuya, hiện tại có người rãnh rỗi đi khắp nơi, lang hàn vội vàng đuổi theo, hắn nhìn thấy một lão giả, lão giả này rất già nhưng cổ quái chính là, nếu nhìn kỹ lại phát hiện lão giả rất trẻ. Cảm giác như vậy rất quái dị, mâu thuẫn không gì sánh được. Nhưng đây không phải điểm quái dị nhất, lão giả này không có thực tế đụng phải quỷ, Lăng Hàn kinh hãi, đây chính là thánh địa, tại sao lại có âm hồn đi lại, âm hồn này cũng quá mạnh rồi. Hắn vội vàng làm ra xu thế phòng vệ, hắn đã chuẩn bị lục tự đại minh chú. Khốn kiếp, các tường thiên là heo sao, nơi này có âm hồn, nàng là thánh nữ Phật tộc nhưng không phát hiện ra, thật sự là thất trách. a à, người có thể nhìn thấy bản tôn, đột nhiên âm hồn nói chuyện, đương nhiên hắn không phát ra âm thanh, là thần thức ba động. Lăng Hàn sướng sờ, âm hồn có thần trí. Đó là đại quái, đúng là nhìn thấy, lão giả âm hồn gật đầu, sau đó bấm ngón tay tính. Bản Tôn tính xem, ngươi là người thứ mấy nhìn thấy Bản Tôn. Lăng Hàn muốn công kích, hắn vừa nghe lão giả nói như vậy nên áp chế xúc động tấn công. Tiền bối, ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi ở trên địa bàn của Bản Tôn, còn hỏi Bản Tôn là ai? Lão giả âm hồn cười nói, sau đó ngừng bấm ngón tay. Ngươi là người thứ 10. Lăng Hàn sửng sốt một lúc, sau đó hắn suýt nhảy dựng lên. Ngươi là cửu dương thánh nhân, trẻ con dễ dạy, lão giả âm hồn gật đầu. Không phải chứ, đây là tổ sư gia khai sáng cửu dương thánh địa, lúc trước hoành hành tinh không, cửu dương thánh nhân suýt nữa thành tựu tổ vương. Châu bò, hắn đã chết vài trăm triệu năm nhưng âm hồn vẫn không biến mất. Tiểu tử, có phải ngươi đang trụ ẻo bản tôn? Cửu dương thánh nhân hỏi, lang hàn buông tay, làm sao có thể, ha ha, da mặt đủ dày, cũng phải, da mặt dày mới có thể lăn lộn như cá gặp nước cửu dương thánh nhân gật đầu a à, ngươi nói giống cửu sơn tôn giả lang hàn tuyệt đối không ngờ có thể nhìn thấy âm hồn cửu dương thánh nhân trong cửu dương thánh địa hơn nữa đối phương còn có thần trí thanh tỉnh không giống âm hồn cương giả có thể đạt tới tình trạng như vậy sao bản thân đã chết nhưng lại như còn sống bản thân đa gia phật hắn còn có uy áp chuẩn đế đấy tiền bối ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt sao lang hàn hỏi cửu dương thánh nhân gật đầu lúc trước bản tôn không thể thành đế trong lòng có cảm giác mất mát, cho nên bản tôn cố ý đi đoạt một gốc mẫu thụ đỉnh cấp, nó có thể giúp linh hồn bản tôn biến mất thật chậm, ta muốn tận mắt nhìn xem trong đám con cháu hậu thế có người thành đế hay không. Kết quả, ai, đừng nói thành đế, còn không có người nào trở thành thánh nhân. Lăng Hàn nuốt nước bọt, hắn nói, tiền bối, chuyện thành đế thành thánh cứ bao trên người vãn bối. Ngài có truyền thừa tuyệt thế gì, không bằng dạy tất cả cho ta, đây chính là cơ sở thành đế thành thánh. Vài trăm triệu năm trôi qua, Tổng cộng có 10 cái siêu cấp thiên tài có thể nhìn thấy bản tôn, nhưng nói đến ra mặt dày, ngươi là kẻ đứng đầu." Cửu Dương thánh nhân nói, cho dù người khác chỉ dám nghĩ mà không dám nói, ngươi lại nói rất thoải mái. Lăng Hàn cảm thấy xấu hổ, chuyện này chỉ có thể nói rõ, vãn bối không phải người dối trá. Cửu Dương thánh nhân cười ha ha, "Được rồi được rồi, nếu ngươi đã nhìn thấy bản tôn, bản tôn sẽ dạy tuyệt học cho ngươi." Thì ra là như thế, Lăng Hàn thở dài, sớm biết thế nên ngại ngùng một chút tiền bối, phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Hắn hỏi, cửu dương thánh nhân chết khoảng vài trăm triệu năm, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, tăng thêm hắn cũng chỉ có 10 người nhìn thấy âm hồn của đối phương, rốt cuộc cần điều kiện gì? Hơn nữa, trước đó hắn và đại hắc cẩu đã tìm khắp thánh địa nhiều lần, lật mỗi một góc, hắn không nhìn thấy có quỷ hồn gì. Chẳng lẽ chạy tới hẹn hò cái nào nữ quỷ? Lăng Hàn nuốt nước bọt một cái, cửu đỉnh hợp nhất, hơn nữa phải dựa vào thực lực tự thân làm được. Cửu dương thánh nhân nói, phốc, lăng hàn suýt phun máu ra ngoài, khó trách trước đó hắn không nhìn thấy âm hồn của cửu dương thánh nhân, cũng khó trách vài trăm triệu năm qua cũng chỉ có 10 người mới gặp thánh nhân đã chết đi, thì ra yêu cầu cao như thế. Mặc dù đế tộc cũng có thiên tài cửu đỉnh hợp nhất, nhưng có mấy người dựa vào chính mình. Trừ ta ra, chín người khác là ai? Lăng hàn hỏi, cửu dương thánh nhân lắc đầu, mỗi người đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng đáng tiếc chính là, bảy người chết oan chết uổng trên con đường trưởng thành, hai người giai đoạn trước quá mạnh, sinh mệnh bản nguyên hao tổn quá lớn, dừng bước tại tứ cực cảnh. Dựa theo lời tiền bối nói, ngài sáng tạo thánh thuật đã thất truyền. Lăng Hàn hỏi, đương nhiên, cửu dương thánh nhân nói, nhưng bản tôn căn dặn bọn họ không nên tiết lộ bí mật, bởi vậy mới không truyền ra ngoài. Đúng rồi, lúc ngài tuổi già sáng tạo bí pháp gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, lúc trước cửu dương thánh nhân chính là cường giả tuyệt đỉnh, cửu dương chỉ đánh khắp thánh nhân vô địch thủ, hắn có tư cách đạp lên con đường đại đế sau cùng hắn thất bại khi tranh đế vị lúc tuổi già sáng tạo bí pháp cường đại cỡ nào khẳng định sẽ vượt qua cửu dương chỉ đồ thần thuật cửu dương thánh nhân nghiêm túc nói một câu ân cái tên này thật bá khí lúc trước bản tôn chạm đến một tia đế cấp nhưng cũng không thể bước ra một bước then chốt kia cửu dương thánh nhân tràn đầy tiếc nuối bởi vì sở học cả đời của bản tôn quá mức cương mãnh ai cứng quá dễ gãy mặc dù bản tôn vẫn không tin ta, cho rằng chỉ cần thực lực mạnh đến đỉnh cao nhất đường gì cũng có thể leo lên đế vị sự thật chứng minh hắn lắc đầu lại nói về sau bản tôn bắt đầu thôi diễn đế thuật nhưng dù sao chỉ chạm đến một chút cho nên đồ thần thuật chỉ là bán thành phẩm hy vọng truyền cho ngươi tương lai ngươi có thể triệt để hoàn thiện trở thành một môn đế thuật chân chính chỉ có chính mình sáng tạo ra pháp mới là mạnh nhất lão đầu nghiêm túc nói lăng hàn gật đầu hắn cực kỳ đồng ý với điểm này không là đế thuật không mạnh mà là kẻ đến sau đều là mô phỏng theo không có khả năng nhìn thấy thần tủy, không thể phát huy ra trăm phần trăm uy lực. Lúc trước cửu dương thánh nhân có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả đế tử cũng phải cúi đầu, đó là bởi vì hắn tự sáng tạo pháp. Nếu như lăng hàn có thể thu bổ đồ thần thuật, việc này có thể xem là pháp của hắn, tự nhiên có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Xin tiền bối dạy ta, lăng hàn nghiêm túc nói ra, cửu dương thánh nhân không có kéo dài thời gian với lăng hàn, hắn bắt đầu truyền thụ đồ thần thuật cho lăng hàn, nhưng đồ thần thuật quá mức thâm ảo, vượt qua cấp bậc thánh thuật, chạm đến một tia đế thuật. Bởi vậy đêm nay đã muộn, Lăng Hàn cũng chỉ học được một tia. Vào lúc trời sáng, hồn lực của bản tôn sẽ biến mất không ít, ban đêm ngươi lại tới đây. Cửu Dương Thánh Nhân nói, sau đó hắn biến mất, chương 4413, ra mặt dày. Lăng Hàn tươi cười, hắn hết sức hài lòng. Có ai nghĩ tới muốn đạt được truyền thừa trung cực của Cửu Dương Thánh Nhân cần phải tu ra cửu đỉnh hợp nhất. Yêu cầu này quá cao, cũng chỉ có siêu cấp thiên tài đế tộc mới có thể làm được, hơn nữa còn cần dựa vào đế binh trợ giúp căn bản không phải bằng vào lực lượng bản thân đạt tới không có biện pháp lúc trước cửu dương thánh nhân kém chút thành đế yêu cầu của hắn rất cao hắn cũng không phải muốn bồi dưỡng một thánh nhân khác mà là một đại đế nhưng lăng hàn cũng đáp ứng cửu dương thánh nhân trước khi hoàn thiện đồ thần thuật bổ hắn tuyệt đối không truyền cho bất cứ kẻ nào có đôi khi hắn rất xấu bụng làm người ta hận đến nghiến răng nhưng hắn đã hứa hẹn thì sẽ thực hiện bởi vậy Đồ thần thuật chính là bí mật trong lòng của hắn, hắn cũng không nói với nữ hoàng các nàng. Tu luyện nửa giờ khi mặt trời mọc, Lăng Hàn trở về. Hắn giúp chút thời gian truyền thụ liệt dương hàng ma côn, thập bát la hán thủ cho đám người nữ hoàng, bao quá biện pháp áp chế tiên đỉnh để đúc ra nhiều tiên đỉnh hơn. Nghĩ lại cũng biết, chú đỉnh cảnh tu ra số lượng tiên đỉnh càng nhiều, chiến lực khẳng định càng mạnh, căn cơ nền móng sẽ mạnh hơn, tương lai có thể tiến lên tầng thứ cao hơn. Được vật chất thần tính trợ giúp, đám người nữ hoàng tu gia lưu ly đỉnh chín màu cấp bậc tiên đỉnh rất mạnh nhưng còn kém viễn cổ tiên môn đỉnh rất nhiều hai loại tiên đỉnh như cách biệt trời và đất nếu lúc trước không bước qua viễn cổ tiên môn về sau không thể đạt tới tiên đỉnh như vậy việc này rất đáng tiếc nhưng phải tận lực đền bù không ngạc nhiên chút nào các tường thiên lại tới động phủ của hắn niệm phật tâm tính của nàng rất kiên định khoan hãy nói cẩn thận nghe một chút sẽ cảm thấy phật hiệu rất có đạo lý sẽ làm cho người ta suy nghĩ và lún sâu hơn thủ đoạn của đại đế tự nhiên không tầm thường, Lăng Hàn làm như không nghe thấy, hắn chuyên tâm tu hành. Đêm đó, hắn lại đi tìm cửu dương thánh nhân học tập đồ thần thuật, một ngày lại một ngày, thẳng qua 17 ngày, hắn xem như nắm giữ môn bí pháp này. Từ nắm giữ tới vận dụng cần một khoảng thời gian nhất định. Đối với việc này, cửu dương thánh nhân vô cùng chấn kinh, bởi vì chín người lúc trước trong, người nhanh nhất cũng phải dùng hai tháng, hoàn toàn không bằng lăng hàn. Bản thân hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, Hắn cũng gặp qua vô số thiên tài, thậm chí trong đó có một người thành đế, dường như mộ tính còn kém hơn Lăng Hàn. Mặc dù mộ tính cao không có nghĩa nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong, nhưng chí ít đã có một điều kiện. Có khả năng tiểu tử ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện của ta. Cửu Dương Thánh Nhân cảm khái nói một câu, mộ tính của Lăng Hàn làm hắn động dung, có thể nói là vạn cổ đệ nhất nhân, tin tưởng chỉ cần không vẫn lạc, thành thánh không khó, nhưng thành đế thì không nhất định. Bởi vì trong đó cần quá nhiều thứ, khí vận nhân tố, thời đại, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Hàn cười hắc hắc, tiền bối, người còn có thứ gì tốt thì truyền cho vãn bối luôn đi. Người xem, vãn bối đã ưu tú như vậy, nửa đường chết hiểu, chỉ sợ tâm nguyện của ngài cũng phế đi. Cửu dương thánh nhân không còn gì để nói, một lát sau mới nói. Ngộ tính của ngươi cao đến kinh người, nhưng còn không bằng da mặt dày của ngươi. Câu này là nói thật, Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không cảm thấy xấu hổ. Nhưng, cửu dương thánh nhân lưu lại một đạo âm hồn, thậm chí không có một chút lực công kích nào, chỉ có được ký ức để có thể truyền thừa tuyệt học của hắn, bằng không thiên địa có linh, đã sớm dáng thần lôi đánh tiêu diệt âm hồn của hắn. Tiểu tử, người có thể lĩnh ngộ đồ thần thuật, sau khi nắm giữ là đủ giúp ngươi xông pha, không nên có lòng tham không đáy, ngươi bây giờ còn không có đạt tới thánh cấp, còn có tính trưởng thành rất lớn, tự sáng tạo tiên thuật còn kém xa lắm. Cửu dương thánh nhân nghiêm túc nói ra, ai, người ta đã nói như vậy, hắn còn có thể nói gì, từ đó về sau cửu dương thánh nhân không hiện thân trong thời gian rất dài cho dù hắn có mẫu thụ đỉnh cấp dưỡng hồn nhưng hắn vẫn biến mất từng chút một cho nên hắn tìm được lăng hàn trong thế hệ này hắn đã có ý định đi an nghỉ chờ một thời đại mới xuất hiện vạn nhất lăng hàn không thể thành đế hắn còn phải tìm mục tiêu kế tiếp hắn đều làm thế trong vài trăm triệu năm qua lăng hàn thỉnh giáo lão nhân một ít chuyện rốt cuộc ngàn vạn năm trước xảy ra chuyện gì tại sao làm khí vận của bắc thiên vực giảm xuống đáy cốc kém xa ba thiên vực khác cửu dương thánh nhân không nói cho hắn biết chỉ biết đã từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa tất cả đều xảy ra tại bắc thiên vực trận chiến đó đánh khốc liệt thậm chí đánh tan khí vận của bắc thiên vực trong tinh không có rất nhiều tuyệt địa tuyệt đối không thể đi sẽ có điều chẳng lành vị thánh nhân kia cảnh cáo hắn một câu nhưng hắn nhìn ra được gan của lăng hàn rất lớn tốt ta hiểu rồi lăng hàn gật đầu hắn cũng ghi nhớ những lời này trong đầu chờ ngày sau cảnh giới cao sẽ đi xem đế tử lâm ra bị đánh Việc này tạo thành sóng to giới lớn trên tinh võng, không ít đế tử, đế nữ đều phát biểu thông qua tinh võng của kẻ khác, nói Lâm Lãng chỉ đánh tại đế tử yếu nhất trong Lâm gia, nếu gặp được Lâm Hiên hoặc Lâm Vân, khẳng định Lăng Hàn chỉ có thể quỳ xuống đất. Lâm Hiên, Lâm gia là đế tử soát sắc nhất, danh xưng huyết mạch phản tổ, có được vài phần uy thế của Hỏa Vân tổ vương năm đó, khó gặp đối thủ trong cùng giai, trước mắt đã là cao thủ giáo chủ. Lâm Vân, chân ngã cảnh, mặc dù hắn thua Lâm Hiên nhưng cùng giai lại mạnh hơn Lâm Lãng lâm hiên buông lời mặc dù không địch lại lăng hàn đó là lâm lãng học nghệ không tinh nhưng đế tộc không cho phép khinh nhờn nếu để cho hắn nhìn thấy lăng hàn hắn không ngại tiện tay xóa đi hắn vừa nói ra lời này nhiều người lo lắng thay lăng hàn nếu như lâm hiên thực sự xuất thủ lăng hàn khẳng định chỉ có con đường chết vương bát đản chọc giận ta dùng thiên đạo hỏa thiêu chết ngươi lăng hàn âm thầm nói một câu nếu thật chọc tới hắn ai sợ ai đúng lúc này một tin tức truyền ra lần nữa kinh động đến tinh không, cũng làm cho thiên kiêu trẻ tuổi cảm thấy tim đập thình thịch. Đông lâm đế tộc phát ra thiếp mời, mời Tuấn Kiệt trong thiên hạ đến tham gia đại hội luận võ luận đạo. Người có thể tham gia cần được tán thành, hơn nữa, đều là luận võ, luận đạo với thiên tài đứng đầu, việc này có thể trợ giúp bản thân phát triển. Càng quan trọng hơn là, đế nữ đông lâm tộc muốn nhân cơ hội kén rể, cùng nàng tu hành tuyệt học thiên hoa bảo thuật. Ngao ngao ngao, đại hắc cầu chạy tới, nói, tiểu hàn tử, chúng ta mau đi cưới đế nữ đi. Người còn không biết người ta lớn lên thế nào, muốn nghĩ cưới người ta. Lang Hàn cười nói, hắc hắc, người đúng là cô văn quả lậu, chẳng lẽ ngươi không biết đế nữ chính là người đứng thứ ba tuyệt sắc bảng hay sao? Đại hắc cầu kêu lên, nàng chỉ ngẫu nhiên lộ mặt một lần, cũng không lưu lại ảnh chụp, nghe nói những người gặp qua nàng đều cho rằng nàng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nha, Lăng Hàn gật đầu, hắn không động tâm chút nào. Chương 4414, khinh bỉ. Tiểu Hàn tử, đế thuật, đế thuật đấy. Đại Hắc Cầu thấy Lăng Hàn không động tâm chút nào, nó vội vàng nói. Nghĩ lại xem, người chỉ cần cưới chỉ mộng hàm này thì chính là con rể đế tộc, đế thuật gì đó cũng có thể tùy ý học. Được rồi, người đi lấy, hóa thành hình người cũng là dạng chó hình người, về sau dạy ta làm được rồi. Lăng Hàn nói, hắn mới không muốn dùng Mỹ Nam kế. Phi, cậu ra có khoảng cách thiên nhiên với nàng, chỉ thích Mỹ nữ cầu tộc. Đại Hắc Cầu lập tức kháng nghị, sắc trư trợn mắt, hai gia hỏa ra mặt dày, thật sự cho rằng bọn chúng có thể cưới được mỹ nữ đế tộc hay sao? Nhưng thời điểm nghĩ tới đệ tam mỹ nhân trong tinh không có dáng vẻ gì, sắc chưa cười chảy nước bọt. Ai, tiểu hàn tử, người nên đi đi. Đại hắc cẩu dốc hết sức giật dây. Mặc dù cẩu ra cũng oai hùng bất phàm, nhưng dù sao không có tu ra thập đỉnh, càng không có hợp đỉnh, cho nên chỉ có người nắm chắc càng lớn. Hiếm khi nhìn thấy đại hắc cẩu khiêm nhường như vậy, lăng hàn cười ha ha, nhưng hắn không đáp ứng vấn đề này tạm gác lại nhưng ba ngày sau đó lại có một tin tức thì ra đông lâm đế tộc phát thiếp mời rộng rãi lại bỏ qua bắc thiên vực thiên Kiêu đông nam tây ba đại thiên vực đều nhận được thiếp mời nhưng chỉ có bắc thiên vực ngoại lệ không có ai nhận được thiếp mời về sau đông lâm đế tộc còn cố ý nói rõ trên tinh võng khí vận bắc thiên vực suy bại từ xưa tới nay người thành thánh còn khó hơn lên trời làm sao xứng tham gia thịnh hội thiên kiêu cho nên lười phát thiếp mời tránh lãng phí thời gian tin tức truyền ra, toàn bộ Bắc Thiên vực sôi trào. Khốn kiếp, các ngươi xem thường người khác, đúng vậy, Bắc Thiên vực thật sự suy yếu lâu ngày, nhưng có kém như vậy sao, thậm chí keo kiệt một tấm thiếp mời. Sau khi biết được việc này, trên tinh võng bàn tán sôi nổi. Người Đông, Nam, Tây Ba Đại Thiên vực đều biểu thị, Đông Lâm đế tộc làm tốt lắm. Mặc dù Bắc Thiên vực có một mãnh nhân nhưng cũng không thể cải biến hiện trạng lúc này, hơn nữa, một người có thể cải biến một cái thiên vực sao? Không thể trừ phi hắn là đại đế đàng hoàng ở lại bắc thiên vực đừng đi ra mất mặt xấu hổ yếu thì phải tự hiểu lấy mình ha ha lúc nào đến phiên người bắc thiên vực tự xưng thiên kiêu khôi hài sau một loạt trào phúng tự nhiên cũng làm người bắc thiên vực tức giận nhưng sự thật chính là như vậy có thể nói cái gì hơn nữa quả bom này do đông lâm đế tộc ném ai dám chất vấn đế tộc sau khi lăng hàn biết được hắn có đã có quyết định hắn muốn đi đông lâm đế tộc các ngươi không phát thiếp mời vậy hắn tự mình đi, thắng được một tư cách, đến lúc đó hắn giành được đệ nhất thiên kiêu, học đế thuật sẽ chạy đường, cũng ném đông lâm đế tộc lại phía sau. Đương nhiên, hắn cần phải cải biến dung mạo của mình, không quan hệ, hắn có diễn hồn thuật, cải biến dung mạo và linh hồn quá dễ dàng, chuyện sau đó không có chút quan hệ nào tới hắn. Tiểu hàn tử, người quyết định muốn đi rồi, sau khi đại hắc cầu biết tin tức, nó nhảy nhót tưng bừng, nó cực kỳ hưng phấn. Đúng đấy, cầu gia cũng cảm thấy bọn chúng thật quá mức, có cần xem thường người khác như vậy hay không? Lăng Hàn vốn định tự mình đi, làm như vậy mới không lưu chút dấu vết nào, nhưng đại Hắc cầu lại kiên trì muốn đi, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn quyết định mang nó đi cùng. Tu vi của đại Hắc cầu không thấp, bây giờ đã là lục đỉnh, trừ yêu hầu quyền ra, nó nắm giữ không ít bảo thuật cấp tôn giả và thánh thuật, có thể nói là giúp đỡ đắc lực. Được, nhưng người cần ngụy trang một chút, không có vấn đề, nói đến ngụy trang, cầu ra sở trường nhất. Hai tên âm hiểm xuất hành, nếu Đông Lâm đế tộc không phát thiếp mời cho Bắc Thiên Vực, bọn họ đầu tiên phải rời khỏi Bắc Thiên Vực, đi tới Đông Thiên Vực hoặc là Tây Thiên Vực. Từ địa vực, bọn họ đi Tây Thiên Vực sẽ gần hơn. Lăng Hàn đi bái kiến cửu Sơn Tôn Giả, nói muốn mời đối phương trợ một chút sức lực, đưa bọn họ tới Tây Thiên Vực. Nếu một vị Tôn Giả chịu ra tay, trực tiếp xé rách không gian rời đi, nhiều nhất chỉ 10 ngày là bọn họ có thể tới Tây Thiên Vực. Cửu Sơn Tôn Giả suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Người muốn đi Đông Lâm Đế Tộc, đúng, Lăng Hàn cũng không giấu giếm, nhưng ta sẽ che giấu thân phận, sẽ không bị người khác khám phá. Nói xong, hắn đã là vận chuyển diễn hồn thuật, linh hồn ba động sinh ra biến hóa vi diệu. Cửu Sơn tôn giả kinh ngạc, sau đó gật đầu, đúng là thần diệu, nhưng muốn giấu giếm được thánh nhân, việc này khó khăn. Ta sẽ cẩn thận, Lăng Hàn nói, Cửu Sơn tôn giả trầm mặc một lát, nói, tốt, bản tôn đưa ngươi đi Tây Thiên Vực, hư, Bắc Thiên Vực cũng không phải chưa từng xuất hiện tổ vương và thánh nhân cường đại, bởi vì yên lặng quá lâu cho nên xem thường chúng ta. Tiểu tử, người đi đại náo thật tốt, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, thì ra tính tình của vị này cũng nóng nảy. Cửu Sơn tôn giả làm việc không dây dưa dài dòng, chờ Lăng Hàn gọi đại hắc cầu tới, hắn dẫn một người một chó xé rách không gian đi Tây Thiên Vực. Việc này không cần dùng truyền tống trận, hơn nữa hoàn toàn không cần đi đường vòng, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian, bọn họ chỉ mất 10 ngày là tới Tây Thiên Vực. Bởi vì thân thể Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu quá yếu, bọn họ cần dùng lại nghỉ ngơi và khôi phục, nếu đổi thành một mình cửu sơn tôn giả, hắn chỉ cần 5 ngày là có thể đến nơi. Tất cả cần phải cẩn thận, tùy cơ ứng biến, cửu sơn tôn giả dặn dò lăng hàn, đa tạ tiền bối, lăng hàn khom người nói, cửu sơn tôn giả xé rách không gian rời đi, chỉ còn lại lăng hàn cùng đại hắc cẩu. Tiểu hàn tử, tiếp theo làm sao bây giờ? Đại hắc cẩu hỏi, người phải thay đổi hình dạng, lăng hàn nói, về sau. Người khác chỉ cần tìm hiểu nơi nào có một con có bị ổi, như vậy bọn họ sẽ tìm tới cửu dương thánh địa. Gâu, cầu ra anh minh thần võ như vậy, bị ổi chỗ nào? Đại hắc cầu không phục, nhưng nó vẫn thay đổi hình dạng, đại hắc cầu biến hóa thành một con trâu đen, cho dù như vậy vẫn không thể xóa đi khí chất bị ổi của nó. Lăng hàn thở dài nhưng mặc kệ, chỉ cần đừng liên quan tới hình chó là được. Hắn cũng cải biến dáng vẻ của mình, phát động diễn hồn thuật, linh hồn ba động sinh ra biến hóa. Từ giờ trở đi, ta tên là Đinh Nhất, hắn sờ cầm nói cầu ra, không, như ra tên là Đinh Nhị. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, bởi vì là tên giả cho nên không cần quan tâm nhiều, bởi vậy, Lăng Hàn không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại làm gì? Đại Hắc cầu hỏi, đương nhiên cần nổi danh, như vậy mới có thể đạt được Đông Lâm Thánh Địa chú ý, càng lấy được một tấm thiếp mời. Đại Hắc Cẩu kết nối với tinh võng, hắn cười nói. Đúng lúc có thiên tài Tây Thiên vượt tới nơi đây, chúng ta đi đánh hắn. Trường 4415, bị ổi Đại Hắc cầu ai vậy lang hàn hỏi trần đống đại hắc cẩu nói bài danh tinh võng hơn 300 vị thấp như vậy lang hàn cau mày ngươi cũng đừng xem thường người ta hắn bài danh một trăm mấy trong chú đỉnh khu vực tây thiên vực đấy đại hắc cẩu nói hiện tại người bài danh dưới ngươi còn nhận được thiếp mời của đông lâm đế tộc cho nên những người không thu được thiếp mời có thể thông qua thực chiến để biết có xứng cầm thiếp mời của đông lâm đế tộc hay không tốt đầu tiên cứ quật ngã trần đống đã lang hàn cười nói nhường cho cẩu ra không, nhường cho Nghiêu gia. Đại Hắc Cẩu vô cùng phấn khởi, Lăng Hàn trầm ngâm một lúc, nói, bài danh trong võng trước 300, có lẽ là lục đỉnh, người có khả năng thắng. Đương nhiên rồi, Nghiêu gia đã tu luyện thánh thuật, Đại Hắc Cẩu cầm cây gậy màu đen và gõ vào mặt đất. Từ giờ trở đi, Nghiêu gia chính là đại lực Nghiêu Ma Vương đinh nhị. Xuất phát, Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu lên đường, hai người nhanh chóng tiến tới một thành thị. Sau khi nghe ngóng một lúc mới biết Trần Đống đang luận võ với người khác tại Long Sơn. Ha ha, kỳ thật ý nghĩ của Trần Đống không khác gì đám người lăng hàn, chính là thông qua chiến đấu biểu hiện chính mình, từ đó hấp dẫn Đông Lâm đế tộc chú ý và phát ra thiếp mời cho hắn. Long Sơn, đây là nơi nổi danh tại tinh cầu này, bởi vì nơi này chưa từng sinh ra thánh nhân, mà là một tên tôn giả xung kích thánh cảnh tại Long Sơn, mặc dù hắn thất bại hóa đạo nhưng cũng được người trên tinh cầu này xem như thánh địa. Hiện tại nơi này bị uy áp cường đại bao phủ, người tâm trí không đủ kiên định không thể lên núi, huống chi là leo lên đỉnh. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu thích đến Long Sơn luận võ, từ đó sẽ lộ ra bản thân mình cao hơn người khác. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi tới chân núi, lúc này đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Thật cao, Đại Hắc Cẩu cảm thán, ít ra vẻ cao thâm, đi thôi. Lăng Hàn đi đầu rời đi, hắn chắp hai tay sau lưng, đi tuần bước với dáng vẻ thong dong. Chờ nghiêu ra một chút, Đại Hắc Cẩu kêu lên, nó vội vàng đuổi theo. Bọn họ một là thập đỉnh hợp nhất, một đã tu ra lục đỉnh, bọn họ dễ dàng đi tới nơi đây, hơn nữa uy áp cũng không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn họ mất mười mấy phút lên đến đỉnh núi, quả nhiên nơi này có thật nhiều người đang vây quanh bình đài nằm ở giữa, trên bình đài có hai người đang luận bàn. Bình đài này rất kiên cố, năm đó chính là vị tôn giả lĩnh ngộ thánh đạo, mặc dù hắn đột phá thánh nhân thất bại nhưng vẫn có một ít đạo tác lưu lại củng cố bình đài, tuyệt không phải sinh đan thậm chí chân ngã cảnh có thể đánh nát. Vào lúc hai người lăng hàn đi tới nơi đây, chiến đấu trên bình đài sắp kết thúc, chỉ thấy một người bị đánh bay và rơi ra khỏi bình đài lại thua, ai, không hổ là Trần Đống, bài danh tinh võng hơn 300 vị không phải thổi phồng có được. Ta thấy chiến lược của hắn không thể hơn 300, hắn có khả năng bài danh hơn 200 hoặc 100. Tất cả mọi người cảm khái, sau đó đều bội phục. Trên thực tế, chỉ cần bài danh tinh võng trước một vạn, cho dù đặt ở tinh vực nào cũng có thể xưng tụng là thiên tài số một số 2, cho nên bài danh Trần Đống cao hơn 300 cũng mạnh đến kinh người. Lăng Hàn nhìn lên bình đài, trên bình đài là một nam tử khoảng 25 tuổi, dáng người cường tráng, tóc hắn hơi vàng, đôi mắt hắn rất đặc biệt, cũng là màu vàng. Gia hỏa không giống nhân tộc, đại hát cầu nhỏ giọng nói, đúng là không giống, lang hàn gật đầu, ha ha, hai người các người quá cô lậu quả văn, chẳng lẽ không biết trần đống chính là thiên kiêu băng lang tộc sao? Bên cạnh có người nghe thấy, hắn lập tức cao ngạo nói ra giống như đang giới thiệu con trai của hắn. Quả nhiên không phải nhân tộc, lang hàn thở dài đại hắc cầu cũng thở dài, mặc dù không phải nhân tộc, dù sao cũng đã khai hóa trí tuệ, không thể ăn thịt, đúng là tiếc nuối. Người bên cạnh cảm thấy khó hiểu, tại sao lại thở dài. Có vị nào muốn lãnh giáo hay không? Trần Đống chắp tay đứng trên bình đài, hắn có phong độ nhẹ nhàng, thật sự không phụ danh xương thiên kiêu của hắn. Tất cả mọi người lắc đầu, kém xa, bọn họ đã nghe nói qua Trần Đống cường đại, cho dù cường đại cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng thực tế đánh một xong một trận, bọn họ sẽ biết tranh lệch lớn bao nhiêu. Trần Đông Đông, Lão Nghiêu đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Xoát, mọi người nhìn theo người nói, phát ra tiếng nói chính là con trâu màu đen, da lông toàn thân bóng loáng như gấm, con trâu thần tuấn không gì sánh kịp. Nhưng trên mông lại bọc quần lót bằng sắt đã phá hư toàn bộ khí thế của nó, khí chất biến thành bị ổi đáng khinh. Mọi người đều kinh ngạc, đã có thể mở miệng nói chuyện thì không phải hung thú, mà là yêu thú, nếu là yêu thú, sau khi bước vào tiên đồ sẽ hóa thành hình người. Ai cũng biết hình thái nhân tộc cực kỳ thích hợp tu luyện, nhìn khắp lịch sử, yêu tộc từng xuất hiện đại đế đều có hình người. Hắc, con trâu này có sở thích đặc biệt, trần đống cao mày, hắn không sợ khiêu chiến, thậm chí hắn hy vọng gặp được cường giả càng mạnh càng tốt, bởi vì chiến thắng cường giả như vậy, phân lượng của hắn mới tăng lên, từ đó hắn sẽ có vé vào cửa đông lâm đế tộc. Nhưng luận bàn với con trâu đen bị ổi vô sỉ kia sẽ làm mất mặt hắn đại hắc cầu thả người nhảy lên bình đài, nó trồng người về phía trước, sau đó cảm khái nói. Ai, vô địch thật sự tịch mịch, khốn kiếp, tất cả mọi người nhổ nước bọt, người còn chưa đánh đã nói vô địch tịch mịch, tại sao lại có con trâu không biết xấu hổ như thế? Hừ, con trâu này nhất định là tạp giao, thanh thiên hắc mang nhiều tộc ta không tán thành nó là tộc nhân. Bên cạnh, một đại hán mọc sừng hung thú nói ra, vội vàng cắt đứt quan hệ với đại hắc cầu. Việc này làm mọi người cười to, bị đồng tộc của mình ghét bỏ như thế đúng là thất bại. Đại hắc cầu cười hắc hắc, nó gầm lên và lao về phía Trần Đống. Đánh, Trần Đống biến sắc, đám người trợn mắt nhìn. Bởi vì đại hắc cầu công kích quá âm hiểm, chuyên công hạ thân, tất cả đều dùng giữa háng Trần Đống làm mục tiêu chủ yếu, đương nhiên bờ mông cũng là đối tượng công kích chủ yếu, có thể nói bị ổi tới cực điểm. Bọn họ thật sự mở rộng tầm mắt, con trâu này nhìn phóng khoáng thần tuấn, tại sao vừa ra tay đã bị ổi như thế? Trần Đống giận không kềm được, quá to, người muốn chết, oanh, hắn phóng thích khí thức đáng sợ, hắn đã dùng toàn lực ứng phó, cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đại hắc cầu. chương 4416, song sát, đừng nhìn đại hắc cầu đi vào thế giới không chiến đấu bao nhiêu lần, nhưng nó là thiên tôn đại danh đỉnh đỉnh trong nguyên thế giới, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ban đầu nó chọn con đường hạ lưu vô sỉ, đó là bởi vì như vậy phù hợp phong cách của nó, nhưng làm thế lại chọc giận trần đống. Trong cơn giận dữ, uy lực công kích tăng lên rất nhiều, nhưng việc này cũng ảnh hưởng tới phán đoán và lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Trần Đống công kích rất bá đạo, một chiêu một thức đều chứa lực lượng kinh người, nhưng phương diện chính xác lại có sơ hở, từ đó bị Đại Hắc Cầu tránh né dễ dàng. Hết lần này đến lần khác, Trần Đống chỉ có thể bộc phát trong tức thì, chiến lược sẽ giảm xuống thật nhanh. Như ra không phát huy, người còn tưởng ta là con mèo bệnh. Đại Hắc Cầu bắt đầu phản kích cường thế, nó thực sự rất mạnh. Trên thực tế người đi ra từ nguyên thế giới đều là thiên tài không gì sánh kịp, dù sao cũng là người trở thành thiên tôn trong ức vạn sinh linh, bọn họ bất phàm thế nào. Mặc dù đại hắc cầu chỉ vượt qua hoàng kim tiên môn nhưng có vật chất thần tính giúp đỡ, hiện tại hắn đã tu luyện ra hắc diệu thạch tiên đỉnh, phẩm chất hoàn toàn không thua gì lưu ly đỉnh chín màu, cho nên, cùng là lục đỉnh, thực lực của nó còn hơn ca trần đống. Nhưng thân là kẻ chuyên hãm hại lừa gạt, nếu như có thể âm chết đối thủ, nó cần gì phải ra tay chính diện. Cho nên, Đại Hắc Cầu cứ chờ tới khi Trần Đống không thể bộc phát, sau đó mới phát động phản kích, như vậy sẽ có hiệu quả càng rõ ràng. Đáng thương Trần Đống mất đi tiên cơ, hắn lập tức bị Đại Hắc Cầu đè đánh, hoàn toàn không có lực trở tay. Nhìn đại lực nghiêu ma trưởng của nghiêu gia, Hắc sắc cơ rát sung, thần nghiêu bãi vĩ. Đại Hắc Cầu vừa đánh vừa hét lớn, nó không chỉ báo tên chiêu thức đơn giản như vậy, miệng nó không ngừng chửi tục, bắt đầu từ phụ thân của Trần Đống, sau đó ân cần hỏi thăm tổ tiên bảy đời của người ta việc này càng làm trần đống tức giận hắn còn tức giận hơn cả khi bị đại hát cẩu đè đánh mọi người đều im lặng bọn họ nhìn thấy rõ ràng thực lực của con trâu kia không thua gì trần đống thậm chí còn mạnh hơn đã mạnh như vậy vì cái gì không dùng phương thức quang minh chính đại đánh thắng trần đống người âm hiểm như thế vừa mở miệng đã chọc giận người ta làm cho người ta lãng phí đại chiêu sau đó lại mở miệng đầy thô tục từ đó còn làm người ta giận hơn trước công kích rối loạn từ đó thắng mà không võ thắng như thế, ai chịu phục, đại hắc cẩu hoàn toàn không thèm để ý, nó chỉ quan tâm kết quả, thắng thì tốt, nó cần quản những việc khác làm gì. Một chiêu cuối cùng, ma nghiêu va chạm, bành, đại hắc cẩu xông tới, nó dùng sừng đâm vào người trần đống, trần đống bị đụng bay ra ngoài. Nhưng đại hắc cẩu cũng sờ lên đầu, dường như bị đau đớn. Không có biện pháp, nó chỉ huyễn hóa ra sừng thú, cũng không phải nghiêu tộc chân chính, sừng có thể mô phỏng pháp khí hay sao. Ai, thật sự là yếu, quá yếu. Đại hắc cầu lắc lư móng châu thô to, nói, không có biện pháp, huynh đệ chúng ta muốn đi Bắc Thiên vực dẫm lăng Hàn dưới chân. Dù là đại hắc cầu thắng, tất cả mọi người lại có xúc động muốn xông lên đánh nó, tại sao gia hỏa này đáng ghét như thế. Nhưng nghe con châu này nói, nó còn muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Ha ha, mặc dù ta cũng xem thường Bắc Thiên vực yếu ớt cặn bá, nhưng Lăng Hàn rất mạnh, hắn có thể đánh bại đế tử. Châu đen, ngươi còn kém Lăng Hàn cả vạn giảm, cút nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi. Mọi người cùng lên tiếng, đại hắc cầu chắp tay đứng trên bình đài, trang bức không giới hạn. Ai, từ xưa cao thủ đều tịch mịch, đàm phàm phù tục từ các ngươi làm sao hiểu được trái tim vô địch của Ngưu Gia. Ngoá, tất cả mọi người im lặng, người này vừa vô sỉ và không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói. Không có người nào đánh một trận hay sao, đại hắc cầu bắt đầu kéo thù hận khắp bốn phía. Ngưu Gia cũng khinh thường ức hiếp các ngươi, cho tiểu huynh đệ của ta xuất thủ, ai có thể đón 10 chiêu của hắn xem như Ngưu Gia thua nó chỉ vào Lăng Hàn, xoát, lập tức có rất nhiều ánh mắt nhìn sang Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhảy lên bình đài, vẻ mặt đầy cao ngạo. Thân phận giả đinh nhất là người cuồng ngạo bá đạo, cho nên hắn phải làm việc thật phách lối. Lúc này có người không phục nhảy lên đài khiêu chiến, hắn đánh không lại đại hắc nghiêu, chẳng lẽ người này cũng trâu bò như thế sao? Lăng Hàn điểm ra một chỉ, người này bay đi, trận đầu thắng lợi, cảnh này càng làm nhiều người run rẩy. liên tục có người lên khiêu chiến, nhưng đều bị Lăng Hàn dùng một chiêu đánh bại, hoàn toàn không có người nào tiếp được chiêu thứ hai. Sự thật cũng như thế, trừ thủy nhất, vạn đạo hoặc đế tử đế nữ, bên trong chú đỉnh cảnh còn ai ngăn cản một chiêu của Lăng Hàn. Lăng Hàn bại liên tiếp 13 người, cuối cùng không ai dám lên khiêu chiến. Ai cũng có thể nhìn ra, mặc dù người này không có miệng tiện như đại hắc cẩu nhưng thực lực không kém chút nào, mạnh đến mức không hợp thói thường. Banh, một bóng người đáp xuống bình đài, người này là Trần Đống. Hắn đã khôi phục lại, hơn nữa hắn cũng nhìn rõ ràng trước đó mình quá táo bạo bị chiến thuật tâm lý của đại hắc cẩu ám toán nếu biết điểm ấy hắn tái chiến sẽ không xa vào bẫy tránh ra hắn nói với lăng hàn lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn giơ ngón giữa với trần đống ban đầu một người một nghiêu đại hắc nghiêu âm hiểm lăng hàn cuồng ngạo tất cả mọi người không tin bọn họ là huynh đệ nhưng nhìn thấy lăng hàn dựng ngón giữa lên mọi người có cảm giác rất quen thuộc khốn kiếp phong cách quá giống nhau muốn chết, trần đống quát lớn nhưng sau đó hắn lại bình tâm tĩnh khí, cũng áp chế lửa giận tránh dẫm lên vết xe đổ, thân là thiên kiêu đỉnh cấp, hắn vẫn có chút tự chủ như vậy. huynh đệ các ngươi quả nhiên là kẻ vô sỉ, hắn cắn răng nói, ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt. xèo, hắn lập tức lao thẳng về phía lăng hàn, hắn lao đi thật nhanh, tốc độ cực nhanh như sấm sét. lăng hàn cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ tốc độ này có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn? hắn rất tùy ý đánh ra một quyền về phía trước. Sau đó mọi người nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị, dường như Trần Đống cố ý đưa gương mặt của mình cho Lăng Hàn đấm chúng. Âm, âm thanh va chạm trầm đục vang lên, sau đó nhìn thấy Trần Đống bay ngược về phía sau ra rất ra khỏi bình đài. Chuyện này, mọi người đều kinh ngạc, trùng hợp, làm sao có thể, chỉ có thể là Lăng Hàn sớm nắm được lộ tuyến công kích của Trần Đống, sau đó bày ra tư thế và chờ Trần Đống đâm đầu vào. Hơn nữa, lực lượng Lăng Hàn rất đáng sợ, như vậy mới có thể lấy tính chế động đánh Trần Đống bay ra ngoài. Mạch, thật mạnh, đây mới là trai tráng nghiêu tộc chúng ta. Tên võ giả nghiêu tộc trước kia hưng phấn hét lớn, chiến thắng như vậy quá đẹp, hoàn toàn không giống kẻ vô sỉ như đại hắc cầu. Lăng Hàn tối mặt, nói, ta là nhân tộc, ách, võ giả nghiêu tộc há hốc mồm, hắn rất ngạc nhiên, hai người các ngươi không phải là huynh đệ sao. Huynh đệ, làm châu không thể quên nguồn gốc, hắn nghiêm túc nói, không thể bởi vì hóa hình mà quên đi gốc gác của chúng ta. Chương 4417, Phong Lâm Thạch, Lăng Hàn nhìn đại hán nghiêu tộc một chút, hắn có cảm giác bất lực. Hắn đã nói mình không phải nghiêu tộc, tại sao nhất định nhận thân? Ta kết bái huynh đệ với con trâu đen kia, ta là nhân tộc thuần khiết. Lăng Hàn cường điệu lần nữa, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Có người hỏi, thực lực gia hỏa này quá mạnh, tùy ý đánh ngã trần đống. Đinh nhất, Lăng Hàn thản nhiên nói, nghiêu gia gọi là đinh nhị, đại hắc cầu chen miệng vào. Đại hán nghiêu tộc nghe xong, hắn muốn nói chuyện, người xem, một tên là Đinh Nhất, một là Đinh Nhị, còn không phải thân huynh đệ. Nhưng bên cạnh có người che miệng hắn lại, không thấy Lăng Hàn đã giận sao, người còn muốn tìm cái chết. a à, trước kia chưa từng nghe nói qua đại danh của hai vị Đinh Huynh. Lại có người nói, đại hắc cẩu vội vàng nói, huynh đệ chúng ta tu luyện trong rừng sâu, vừa mới xuất thế, kết quả nghe thấy bắc thiên vực cái gì lăng hàn đánh các ngươi không ngẩng đầu lên nổi, cho nên dự định đi tìm tên kia luận bàn một chút, cho hắn biết tây thiên vực còn có cao thủ. Mọi người lắc đầu, mặc dù Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đều rất mạnh, nhưng Đại Hắc Cẩu nhiều nhất chỉ có thực lực bài danh khoảng 100 trên tinh võng, mà Lăng Hàn có thể bước vào 50 vị trí đầu, so sánh với quái vật Bắc Thiên Vực, chênh lệch như vậy quá lớn. Không có hy vọng, đó là quái vật đánh bại đế tử. Đi, Lăng Hàn vẫy tay với Đại Hắc Cẩu, lần này lộ mặt là muốn tuyên cáo đinh nhất đinh nhị xuất thế, từ đó lập ra một lai lịch. Về sau lại đi tìm người mạnh hơn đánh một trận, tự nhiên có thể thắng được đông lâm đế tộc chú ý, đạt được một tấm thiếp mời. Đại hán nghiêu tộc còn muốn đuổi theo tìm cách thân mật, nhưng Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu đi rất nhanh, hắn đuổi không kịp. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu chờ ở nơi này hai ngày, bọn họ đi khắp nơi tìm tin tức. Bọn họ thật may mắn, bởi vì lại có một tên thiên tài chú đỉnh đã đến. Người kia tên là Chu Vật, bài danh tinh võng 84, trên người hắn có một thứ gọi là phong lâm thạch. Thứ này có thể dùng làm gì? Sinh đan sơ kỳ không dung luyện tiên đỉnh, làm chất dinh dưỡng ở đâu thai ngén tiên đan. Phong lâm thạch là thứ gia tốc quá trình này. Bởi vậy, sau khi tin tức phong lâm thạch truyền ra, những chú đỉnh sắp đột phá sinh đan hay võ giả sinh đan sơ kỳ đều hành động, muốn cướp đoạt loại bảo thạch này. Lăng Hàn cảm thấy tim đập thình thịch, sinh đan sơ kỳ cũng có đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng nguyên liệu chủ yếu chính là phong lâm thạch. Cho nên, nếu hắn có thể đạt được phong lâm thạch, hắn có thể phát huy giá trị tài liệu lên 200 đến 300%. Tiểu Hàn tử, đi! Đại Hắc Cầu lập tức nói ra, nó biết Lăng Hàn sẽ không bỏ qua việc tốt này. Lăng Hàn cười ha ha, nói, đi, một người một chó xuất động và đi tới rừng rậm Thụy Long. Nghe nói nơi này thời viễn cổ có một hậu duệ chân long ngủ say, cho nên trong rừng rậm này sinh trưởng cây cối hình rồng, thân của cây cối giống như một con chân long đang tức giận. Tin tức phong lâm thạch truyền đi từ nơi này, nghe nói có người ngộ nhập xào huyệt hung thú và nhặt được một khối mảnh vỡ phong lâm thạch, từ đó phỏng đoán trong xào huyệt hung thú còn có phong lâm thạch lớn hơn hiện tại trong rừng rậm tụ tập rất nhiều người không thiếu thiên tài bài danh cao trong cấp bậc chú đỉnh cảnh mặc dù bọn họ chưa bước vào sinh đan nhưng người nào không chuẩn bị vài món bảo vật cho mình lăng hàn cất bước đi tới ánh mắt của hắn mờ mịt bởi vì hắn tâm thần của hắn đang chìm đấm vào lĩnh ngộ đồ thần thuật có thể nói đây là chuẩn đế thuật nó tràn ngập kỳ tư diệu tưởng của cửu dương thánh nhân mỗi khi lăng hàn lĩnh ngộ một chút hắn sẽ gõ đùi tán thưởng khó trách danh vọng cửu dương thánh nhân cao như vậy nếu có sắp xếp chiến lược bảng của thánh nhân, hắn tuyệt đối có thể đứng trước người, còn cụ thể đứng thứ mấy thì khó nói, dù sao đời đời đều có người tài ba xuất hiện. Trước đó Lăng Hàn chỉ ăn tươi nuốt sống, hắn chỉ ghi nhớ môn tiên thuật này, nhưng khoảng cách vận chuyển còn kém một chút. Hiện tại không ở trạng thái chiến đấu, cho nên hắn hoàn toàn có thể nhất tâm lưỡng dụng, toàn lực thôi diễn tiên thuật, chỉ dựa theo bản năng đi cùng đại hắc cầu là được rồi. Bọn họ đi một lúc, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám người, có rất nhiều nam nhân, bọn họ lại vây quanh một nữ tử xinh đẹp, xinh đẹp kinh người nhưng không yếu đuối, khí khái hào hùng bừng bừng, nàng có khí chất của nữ võ thần. Lại người đến, cho bọn họ vào đi, có mấy người nói ra, những người khác cũng đồng ý, lúc này có nam tử đi tới nói với Lăng Hàn. Huynh đài, người tu luyện ngự thú thuật sao? Cút, đại hắc cầu lập tức trồng người lên, nó dùng một chân đạp người kia. Không có mắt sao, không thấy nghiêu gia mới là chủ, đây là nhân sủng nghiêu gia nuôi. Hiện tại Lăng Hàn đang bế quan cấp độ sâu, nếu không phải sinh mệnh lọt vào uy hiếp, hắn sẽ ngơ ngơ ngác ngác như thế, cho nên Đại Hắc Cẩu tự nhiên thừa cơ chiếm tiện nghi của Lăng Hàn. Người bị đá kêu đau, hắn bực mình không dám nói cái gì. Thế giới này sùng bái thực lực, Đại Hắc Cẩu vừa ra tay thì hắn biết thực lực hai bên tranh lệch cực lớn, tự nhiên không dám tự mình chuốc lấy cực khổ. A, à, đại huynh đệ, giọng nói nhiệt tình vang lên, chỉ thấy Đại Hán sừng thú lao tới, hắn vươn tay muốn ôm Lăng Hàn. Ngưu gia khuyên ngươi nhanh chóng dừng lại. Đại hắc cầu khoanh tay trước ngực, đại hán ngưu tộc sẽ không nghe, tiếp tục ôm lấy. Sau đó hắn nhìn thấy một nắm đấm tập kích, rõ ràng không nhanh nhưng hắn như bị chúng ta, hoàn toàn không thể né tránh. Bang, hắn bị một quyền đánh bay. Đại hắc cầu cười vui khi có kẻ gặp hỏa, nói: Huynh đệ của ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trừ ngưu gia gia, căn bản không người nào có thể tiếp cận, nếu không sẽ bị bản năng bảo vệ của hắn phản kích. A, à, thì ra hai vị chính là Đinh Nhất cùng Đinh Nhị mới quật khởi gần đây. Có người kinh hô, có thể nói Đinh Nhất cùng Đinh Nhị rất nổi danh gần đây, một người đánh thắng Trần Đống, một người khác lại nghiền áp Trần Đống, hơn nữa hai người còn hô khẩu hiệu vang dội, muốn đánh bại Lăng Hàn. Ngay cả Mỹ nữ có tư thế oai hùng cũng nhìn sang, nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như không tin người si ngốc kia có thể dùng một quyền đánh bại siêu cấp thiên tài Trần Đống. Đại huynh đệ, người tẩu hỏa nhập ma, đại hán nghiêu tộc chạy trở về, hắn khóc lóc với bầu trời. Lão thiên không có mắt, như tộc ta thật vất vả mới xuất hiện thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như vậy. Mọi người cảm thấy cổ quái, trước đó không phải Đinh Nhất đã nói rồi sao, hắn chỉ kết bái với Đinh Nhị mà thôi, cũng không phải thân huynh đệ, đối phương là nhân tộc huần trùng. Người lại nhận thân như vậy, quá vô sỉ mà. Mỹ nữ đi tới, nói, ta hiểu y thuật, ta xem giúp hắn. Nàng vươn tay muốn vuốt chán Lăng Hàn, Lăng Hàn dựa vào bản năng phản kích, hắn xuất trưởng đánh vào ngực Mỹ nữ, chương 4418, cạm bẫy, mỹ nữ kia hừ một tiếng, bàn tay của nàng chém vào mạch môn của Lăng Hàn. Một trường rơi xuống, cánh tay phải của Lăng Hàn trầm xuống nhưng đầu ngón tay vẫn trà sát vào ngực mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, toàn trường im lặng, ta nói huynh đệ, người đã tẩu hỏa nhập ma nhưng bản tính phong lưu không thay đổi chút nào. Đại hắc cầu lập tức cảm thán, rõ ràng đang cố ý kéo cửu hận. Lăng Hàn lại không biết, hắn chỉ dựa vào bản năng phản kích, hoàn toàn không biết đối phương là nam hay nữ, Nghe được câu này, vẻ mặt đám người gần đó tức giận. Thật quá mức, thật quá mức, dám ra tay với nữ thần của bọn họ. Khốn kiếp, có phải ngươi đang giả vờ để ăn đậu hủ hay không? Nhưng nữ thần của bọn họ đã bước vào sinh đan cảnh, làm sao có thể bị một chú đỉnh chiếm được tiện nghi? T. Gia hỏa này thật mạnh, mỹ nữ tên là Hà Nhã Phù, mặc dù không có thể tiến vào tuyệt sắc bảng nhưng lại được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của tinh thể này, hơn nữa đã bước vào sinh đan cảnh, thiên phú võ đạo kinh người nàng đầu tiên là giật mình bởi vì lăng hàn phát ra khí tức chỉ là chú đỉnh nhưng lực lượng của hắn vô cùng cường đại gần như không kém gì nàng nhưng ngay sau đó nàng sinh ra lửa giận rất lớn nàng bị người ta tập kích bộ ngực mặc dù chỉ trà sát qua lớp quần áo nhưng thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng sẽ cho phép nam nhân làm bẩn hay sao nàng quát một tiếng và xuất thủ lần nữa lần này không phải kiểm tra lăng hàn mà là tức giận công kích lăng hàn dựa vào bản năng xuất thủ ngăn cản hiện tại hắn không có tính công kích nhưng lực lượng nguyên thủy đạt tới tam trọng thiên, cho dù không toàn lực ứng phó cũng không thua gì hà nhã phù. Bang, 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 hai người không ngừng va chạm với nhau, bàn tay mềm mại tuyết trắng của hà nhã phù còn cứng hơn tiên kim, nàng không ngừng xuất trường. Mặc kệ nàng công kích như thế nào, nàng vẫn không phá được phòng ngự của lăng hàn. Trên thực tế, đừng nói nàng chỉ là sinh đan sơ kỳ, lực lượng nguyên thủy chỉ là nhị trọng thiên, cho dù lực lượng của nàng vượt qua lăng hàn mấy trọng thiên cũng vô dụng, bởi vì lăng hàn còn có tiên đỉnh duy nhất, có thể hấp thu tất cả lực lượng oanh kích dưới lục trọng thiên, cho nên nàng không thể làm gì được Lăng Hàn. Hà Nhã Phù không ngừng công kích, nàng đã ý thức được Lăng Hàn cũng không phải là cố ý chiếm tiện nghi của nàng, mà là thực sự lâm vào ở một loại trạng thái si ngốc, nhưng hắn trong trạng thái như vậy lại bằng vào bản năng ngăn cản nàng, hơn nữa hắn còn không thua. Thực lực gia hỏa này quá kinh người, chú đỉnh có thể mạnh đến tình trạng như thế. Sau khi đánh nửa ngày, Hà Nhã Phù đã dừng tay. Tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa nàng hoàn toàn không áp chế nổi lăng hàn. Đại hắc cầu ở bên cạnh nói rất chứng chạc đàng hoàng nhưng không có chút đứng đắn nào. Hà nhã phù giận dữ, nàng giận dữ xuất trưởng về phía trước. Đại hắc cầu cũng không phải lăng hàn, cho dù hà nhã phù cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng sinh đan cảnh xuất thủ lại không thể làm gì. Âm, đại hắc cầu lập tức bò dưới mặt đất, nó lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Rốt cuộc nó cũng biết kết quả xấu khi miệng tiện, đi, chúng ta đi xào huyệt hung thú. Hà Nhã Phù xoay người lại và nói với mọi người, mọi người xuất phát đi tới xảo huyệt hung thú, có người biết địa phương, nên đi trước. Đúng rồi, đó là hung thú gì? Đại Hắc Cầu không nhịn được hỏi một câu, nó lập tức xông tới hỏi mọi người. Một đầu đại thú sinh đan hậu kỳ, có người nói, nơi này của chúng ta có bốn sinh đan, hơn nữa cũng chỉ có một người đạt đến sinh đan trung kỳ, cho nên chúng ta nhất định dựa vào sở trường ngăn cản nó. Không cần lo lắng, Nghe nói khối phong lâm thạch kia rất lớn, đầy đủ chúng ta phân. Đúng là như thế, đại hắc cầu nói thầm, nó từ xưa tới nay hãm hại người không đền mạng, cho nên, phàm là gặp phải việc gì nó sẽ nghĩ biện pháp trước, trong đó có ẩn chứa âm mưu hay không. Không có biện pháp, thuần túy là bản tính cho phép. Nhưng mọi người đều hào hứng, cho rằng những người bọn họ liên thủ là có thể xử lý đại thú sinh đan hậu kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Hy vọng như thế, đại hắc cầu nói nhỏ, nghĩ đến bên người còn có lăng hàn, nó đã an tâm không ít, bởi vì nó cũng biết át chủ bài của Lăng Hàn, vạn nhất không được còn có thiên đạo hỏa, tôn giả gặp phải cũng bỏ chạy. Không bao lâu, bọn họ đi tới sơn cốc nhỏ, xào huyệt hung thú ở bên trong. Cẩn thận, bọn họ đều vận dụng pháp khí, dù sao phải đối mặt một đầu đại thú sinh đan hậu kỳ, không thể không cẩn thận. Ngang, một tiếng thú giống vang lên, bành bành bành, bành mặt đất rung động rất mạnh, chỉ thấy một con giã thú to lớn lao tới, nó nhìn như giống gấu, toàn thân mọc ra gai nhím, mỗi một cây dài gần một trượng nhìn nó rất khủng bố hung thú sinh đan cảnh hậu kỳ nó vừa giống to đã làm mọi người sợ hãi theo ta lên hà nhã phù nhảy ra nàng ra lệnh một tiếng còn có ba tên thiên tài sinh đan cảnh cũng đứng ra bọn họ là chủ lực ngăn cản đại thú bảo các chú đỉnh đi cản sinh đan hậu kỳ đại thú tỷ lệ tử vong sẽ cao đến mức đáng sợ mọi người hành động đại thú lập tức giết tới chuyện này rất thuận lợi cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi huống chi mọi người đều là con kiến hùng mạnh hoàn toàn có thể nói là sói, bầy sói vây công mãnh hổ cũng đủ xé nát con hổ. Việc này nằm trong dự kiến của mọi người, bởi vậy mọi người cũng không có đặc biệt hưng phấn, tất cả đều mong muốn có được phong lâm thạch, việc này càng làm mọi người kích động hơn. Bảo vật như thế, bỏ ra chút công sức cũng đáng. Bọn họ đi tới cuối sơn cốc, quả nhiên phát hiện ra một khối đá lớn bằng đầu người ở bên cạnh xào huyệt hung thú. Phong lâm thạch, có người kêu lên, khó nén kích động, thứ này có thể ra tốc thai ngén tiên đan, tiết kiệm thời gian trăm năm tu luyện nên vô cùng chân quý a à, tình huống như thế nào đại hắc cầu cũng tiến lên nó nhìn về phía sau và lộ ra cảnh giác mọi người quay đầu lại mọi người rất kinh ngạc bởi vì bọn họ nhìn thấy băng thiên tuyết địa sao lại có thể như thế bọn họ vừa mới đi tới là vùng núi rất bình thường vì cái gì biến thành thế giới băng tuyết trận pháp có người kêu lên a à, phong lâm thạch đâu lại có người kêu lên tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thấy khối kỳ thạch đã biến mất không còn bóng dáng. Đam yên đang lành, tại sao tảng đá lại biến mất? Ai giấu đi, có người rất kích động kêu lớn, việc này dẫn phát nội loạn, người chỉ trích ta giấu đi, ta chỉ trích người vụng trộm đánh cắp, vào lúc này hào khí dương cung bạt kiếm, người người đều cảm thấy trừ mình ra, những người khác đều là đối tượng bị hoài nghi. Đại hắc cầu suy một tiếng, lắc đầu, một đám đần đột, rõ ràng đã rơi vào trong cạm bẫy lại còn tự giết lẫn nhau, nếu các ngươi không chết sớm thì chính là ông trời không có mắt. Câu này của nó thành công chọc giận mọi người, từ đó có không ít người nhìn chằm chằm vào nó. Chương 4419, bị nhốt, đại hắc cầu không sợ hãi, nó trừng mắt và nói: "Thế nào, Ngưu gia nói không đúng." Hà Nhã phù phất tay, nói: "Việc này rất kỳ quặc, mọi người nên yên tĩnh một chút." Mặc dù tu vi của nàng không phải cao nhất nhưng là mỹ nữ tuyệt thế, nàng nói lời này đương nhiên là có phân lượng, lập tức làm tất cả mọi người an tĩnh lại. Ha ha, nghĩ không ra còn có người thông minh, một giọng nói vang lên, mọi người không thể phát hiện giọng nói phát ra từ hướng nào, bởi vì giọng nói khắp vang vọng sơn cốc. Ai? Tất cả mọi người quát hỏi, ác mộng của các ngươi là người thu hoạch tính mạng. Giọng nói này rất mơ hồ, không ai có thể phân biệt ra là nam hay nữ. Ít giả thần giả quỷ, nhanh hiện thân, có phải ngươi lấy Phong Lâm Thạch hay không? Ngươi là kẻ nào? Mọi người lao nhau, nhao nhao kêu lên, người sắp chết thì lấy đâu ra nhiều vấn đề như thế? giọng nói kia mang theo trào phúng đại hát cầu suy một tiếng nói ít giả vờ giả vịt người muốn đùa nghịch tìm cảm giác yêu việt hay sao nếu không ngươi trực tiếp phát động trận pháp công kích là được vì cái gì còn lên tiếng nghiêu gia khinh bỉ nhất chính là loại người như ngươi giọng nói kia vẫn vang lên như trước một lát sau mới thẹn quá hóa giận con trâu mập chờ sau đó ta sẽ cắt ngươi ra và biến thành thịt bít tết nướng lên ăn mọi người dần dần tỉnh táo lại hiện tại bọn họ bị vây trong trận pháp nhưng bọn họ lại không biết uy lực của trận pháp này. Vậy chúng ta ở đây có mục đích gì? Hà Nhã Phù hỏi, giọng nói kia im lặng một lúc, sau đó nói. Được rồi, xem mặt mũi ngươi là mỹ nữ, ta sẽ trả lời ngươi một chút. Chủ nhân nhà ta dự định luyện chế một loại thần đan, cần chỉ ít vạn loại huyết dịch, tu vi cung cấp huyết dịch càng cao, thiên phú càng tốt, luyện ra thần đan sẽ có hiệu quả càng tốt. Đặc biệt là những kẻ thiên tài như các ngươi, huyết dịch như vậy là vật liệu tốt nhất. Nếu cứ đòi hỏi các ngươi, các ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng cho nên ta chỉ dùng kế sách nho nhỏ lấy phong lâm thạch làm mồi nhử thì các ngươi sẽ chạy tới mọi người nghe xong đều biến sắc thì ra việc này từ đầu tới đuôi chỉ là âm mưu phong lâm thạch là thật là giả có người còn ôm lấy hy vọng vạn nhất ha 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 có thể hỏi ra vấn đề như vậy người đúng là ngu xuẩn đến đáng thương giọng nói kia trả lời hà nhã phù gật gật đầu xem ra người tung tin phong lâm thạch chính là ngươi giọng nói kia im lặng một lúc mới nói hắc hắc, ta cho rằng nữ nhân như ngươi đều là ngược to không não, không nghĩ tới ngươi rất thông minh. Lời này làm Hà Nhã Phù tức giận, tay ngọc nắm chặt, nàng bị đùa giỡn trần trụi. Có dám đi ra đánh một trận, có người khích tướng, ha ha, các ngươi chậm rãi chờ chết đi, ta sẽ đi nơi khác bố cục, lại hãm hại một đám người, cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng, trên hoàng tuyển lộ sẽ có rất nhiều đông bạn. Giọng nói kia cười ha ha, sau đó im lặng, thì ra là hắn, tất cả mọi người đã nghĩ tới bọn họ tìm tới nơi này bằng cách nào có người nói cho bọn họ biết còn dẫn đường phía trước mang theo bọn họ tiến vào nơi này đám người hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng quá dễ tin không ngờ đã bước vào cảm bẫy nhưng suy nghĩ kỹ một chút nguyên nhân là do lòng tham của bọn họ nếu không phải bọn họ quá mức khao khát phong lâm thạch cũng không đến mắc lừa như thế có ai là trận sư hay không hà nhã phù hỏi mọi người đều lắc đầu bọn họ tới đây đánh hung thú đâu ai mời trận sư chứ chỉ có thể công phá trận pháp mà thôi. Đại Hắc Cẩu đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nó tự nhiên biết Lăng Hàn là trận sư, nhưng nó không quen những người này, đương nhiên sẽ không cố ý đánh thức Lăng Hàn. Mọi người bắt đầu cưỡng ép phá trận, có người trực tiếp xâm nhập trong trận, một đạo băng kiếm đâm tới, chỉ trong nháy mắt đã đâm hắn chết tại chỗ. Trận pháp thật lợi hại, có lẽ có thể giết sinh đan học kỳ. Mọi người đều kinh hãi, mặc dù bọn họ liên thủ chém giết hung thú sinh đan hậu kỳ, nhưng hung thú chỉ có một đầu, nhìn thấy thấy và sờ được, nhưng thân ở trong trận pháp, khắp nơi đều có công kích, tương đương với mấy đầu hung thú sinh đan cảnh hậu kỳ vây công. Mấu chốt là, không tìm được trận cơ và biện pháp loại bỏ, trận pháp sẽ vận chuyển không ngừng, bọn họ có thể làm gì. Chú đỉnh cảnh không dám hành động, bởi vì hành động là tự tìm đường chết. Không động không sao, chỉ cần không di chuyển sẽ không bị hại. Không ít người đều là nghĩ như vậy, nhanh dùng liên tiếp khí thông chi cường giả gia tộc tới cứu người. Có người nói, vội vàng liên kết với tinh võng, ngay sau đó sắc mặt hắn tái nhợt, lắc đầu nói. Không được, không thể kết nối tinh võng, đây là chuyện trong dự liệu, bằng không thì trận pháp này chỉ có uy năng sinh đan hậu kỳ, chỉ cần một chân ngã cảnh tới là có thể phá hư. Hà Nhã Phù và ba tên sinh đan cảnh khác đều đi ra, hiện trường cũng chỉ có bọn họ miễn cưỡng ngăn cản công kích của sinh đan hậu kỳ, muốn phá trận tự cứu cũng chỉ dựa vào bốn người bọn họ mà thôi. Nhưng từng đạo băng kiếm đâm tới, cho dù thực lực bọn họ phi phàm vẫn bị đánh rất chật vật, không thể không lui về phía sau. Không tốt, trận pháp bắt đầu có rút lại, có người kinh hô, thế giới băng tuyết đang chậm rãi thu nhỏ về phía bọn họ, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng khu vực an toàn chỉ lớn bao nhiêu đó, không bao lâu nữa, toàn bộ khu vực này sẽ bị trận pháp bao phủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người khiếp sợ, đúng lúc này, xèo, chỉ thấy một bóng người nhảy ra ngoài và xâm nhập trong trận pháp. Lang Hàn Hắn đang tìm chết hay sao? Xeo, lúc này một thanh băng kiếm đâm về phía Lăng Hàn. Banh, Lăng Hàn đấm ra một quyền, băng kiếm bị đánh nát, nhưng nắm đấm của hắn cũng xuất hiện máu tươi, còn tốt, dư lực bị tiên đỉnh duy nhất tự động hóa giải. Gia Hỏa thật lợi hại, tất cả mọi người chấn kinh, đây là công kích của Sinh Đan Hậu kỳ nhưng lại bị Lăng Hàn chống đỡ, hơn nữa Lăng Hàn hiện tại đang trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Trời ơi, đây là một chú đỉnh đấy, nếu như gia hỏa này có thể sống rời đi có phải hắn có thể khiêu chiến yêu nghiệt bắc thiên vực kia hay không, thậm chí có thể thủ thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Xoát, một thanh băng kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kia, hai tay tự nhiên đấm vào băng kiếm, đáng sợ là, hai tay của hắn mang theo ánh sáng màu đen tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Mọi người vừa nhìn thấy đã sinh ra hàn ý, đây là kỹ pháp gì, là năng lượng tầng thứ cao. Bành, Lăng Hàn đánh một kích vào băng kiếm, băng kiếm vỡ nát lần nữa biến thành năng lượng thiên địa thuần túy tay của hắn không bị tổn thương ngoá mọi người mở to mắt bọn họ không dám tin vào mắt mình ngươi thật sự quá mạnh